Hello, xin chào từng tất cả mọi người đã đến với livestream của Thúy nhá. Cả nhà ơi, có ai muốn chơi mini game không ạ? Hôm nay mình sẽ tiếp lại lên sóng và tổ chức mini game cho mọi người để mọi người có thể nhận quà nhá mọi người nhá. Đó, mọi người nhanh tay đi ạ. Nhanh tay đi ạ. Như đã hẹn thì em đã 12 giờ nha, em đã lên và tổ chức một buổi mini game cho mọi người nhá. Và như thường lệ thì sẽ có hai phần. Thứ nhất là trò chơi và thứ hai là sẽ là phần công bố kết quả ở cuối livestream nhá. Đó, mọi người vào sau chia sẻ livestream cho mình ạ. Xin phép được chào chị gái Ngọc Hiếu ạ. Chị vào sau chia sẻ livestream này cho em nhá. Em đã bắt đầu thấy con số người xem đang tăng lên đáng kể rồi ạ. Vâng ạ. Cảm ơn tất cả mọi người đã bỏ thời gian ra xem cái livestream này của mình nhá. Và bằng cách hãy ủng hộ mình bằng cách là chia sẻ livestream này của mình nhá. Mọi người lưu ý là thể lệ chơi mini game cũng như là mọi lần nhá, phải chia sẻ 2 lần trên trang cá nhân ở chế độ công khai và 5 lần trên các hội nhóm thì mọi người mới được phép tham gia mini game nhá. Đó, mọi người phải phải lưu ý là phải làm đủ các cái bước mà em đã yêu cầu cho mọi người nhá. Trò chơi là cũng thế thôi, phải có luật nhá mọi người nhá. Vâng ạ, xin phép chào chị gái Nguyễn Thị Hạ nhá. Xin phép chào Thiên Kỳ nhá. Xin phép chào chị gái Phương Phương Thảo Nguyễn ạ. Dạ vâng ạ, rất nhiều chị gái đang xem ạ. Các chị đang xem thì nhanh tay chia sẻ livestream này cho em nhá. Chỉ cần mất 2 giây thôi chia sẻ livestream thôi nha mọi người nhá. Đông đông người xem một chút thì mình sẽ bắt đầu chơi mini game nhá. Trò chơi thì cũng như ở buổi livestream trước, đó chính là đoán hai số cuối của tờ tiền ạ. Đó, đoán hai số cuối của tờ tiền và comment phần quà mà mình muốn nhận nhá. Đó, sau đó thì mọi người nếu ai trả lời đúng hai số cuối của tờ tiền này thì sẽ được nhận một trong ba phần quà mà mình đã ghi ở trên bình luận rồi nhá. Đó, mọi người phải đọc kỹ cái phần mà mình đã ghim trên bình luận cho mọi người nhá. Xin phép chào chị gái Thủy Híp nhá. Chị vào sau chia sẻ livestream là cho em nhá. Xin chào Hương Hoàng Nguyên nhá, chia sẻ livestream cho mình nào. Đó, như thường lệ nhá, là em đã lên cách một ngày em sẽ lên để tổ chức những cái buổi mini game như này cho mọi người có thể nhận cho mình những cái phần quà nhá. Đó, thôi. Có lẽ là ai mà muốn chơi rồi thì comment một chấm cho mình nhá. Đó, tất cả các chị gái vào sau comment đã chia sẻ giúp em nào, comment đã chia sẻ để có thể tham gia mini game này nhá mọi người nhá. Đó, hôm nay lên hơi chậm nào, chậm mất mấy phút của mọi người đó, nhưng mà em sẽ bù nhá mọi người nhá. Mọi người hôm nay thì có tầm này tiền thôi nào. Đó, mọi người chơi hết trong này thì nghỉ nhá mọi người nhá. Đó, ai muốn chơi chưa nào, đã có ai muốn chơi chưa nhỉ? Ai ở đây muốn chơi rồi thì comment cho em đi ạ. Xin chào Lan Nguyễn nào. Lan Nguyễn chia sẻ livestream giúp mình nhá. Ai muốn chơi chưa nhỉ? Mọi người ơi, vào sau chia sẻ livestream nhá. Xin chào chị gái Phấn Nguyễn nhá. Ok Thiên Kỳ nhá. Bữa nay tiếp tục ủng hộ chia sẻ 60 nhóm nhá. Đó, chụp ảnh màn hình chia sẻ trên 50 nhóm, chụp ảnh màn hình inbox cho mình sẽ nhận quà nhá. Mọi người lưu ý là mọi người bắt buộc cái bước mà mọi người chia sẻ trên trang cá nhân ở hai lần trên trang cá nhân chế độ công khai là bước bắt buộc nhá. Đó, mọi người phải chia sẻ trên trang cá nhân của mình nhá. Tất cả các trong các trường hợp mình sẽ kiểm tra trang cá nhân của các bạn trước. Đó, nếu như mà mình thấy không không có thì mình sẽ lập tức hủy kết quả luôn nhá mọi người nhá. Mọi người phải nhanh tay nhá. Rồi ok chơi luôn nhá. Mọi người ơi, mọi người đoán hai số cuối của tờ tiền này nhá. Mình sẽ chọn một trong những cái tờ tiền này để mọi người đoán nha. Rất dễ chơi, dễ trúng được ạ. Nhiều người xem, nhiều người chơi, mình sẽ bắt đầu giới hạn luôn. Giới hạn cái hai số cuối này luôn nha. Đó, rất là dễ chơi. Chọn tờ này đi. Đây ạ. Nhanh tay chia sẻ nào. Mọi người lưu ý là mọi người vào sau comment đã chia sẻ và phần quà mình muốn nhận nhá. Thì khi mà người đó trả lời đúng ấy thì em sẽ biết là phần quà mọi người muốn nhận là gì để em tặng mọi người nhá. Đó, có ba phần quà mà em đã ghim rồi đó. Mọi người nhanh tay comment nào. Xin phép chào chị gái An Ninh ạ. Xin phép chào chị gái Ngọc Liên. Xin phép chào chị gái Cẩm Vi ạ. Rất nhiều chị gái đang xem. Các chị đang xem thì cùng nhau chơi mini game và ủng hộ chia sẻ livestream này giúp em nhá. Đây ạ. Có ai biết hai số cuối của tờ tiền đấy không ạ? Mọi người nhanh tay chơi mini game đi ạ. Để dinh cho mình những cái một trong những cái sở, sở một trong những cái sản phẩm từ của bên em nhá. Như thường lệ thì có ba món quà mà mọi người có thể nhận được nhá. Mọi người vào sau nhớ comment cái phần quà mà mình muốn nhận nhá. Ai muốn nhận thẻ thì comment thẻ, ai muốn nhận sữa tắm thì comment sữa tắm, và ai muốn nhận tăng cân và giảm cân thì comment chiều cao cân nặng và số điện thoại, em sẽ gọi điện chốt đơn nhá mọi người nhá. Nhanh tay chia sẻ nào.
Và đừng quên ấn follow Facebook Nguyễn Thị Phương Thúy nha. Facebook máy em đang livestream nha mọi người nha. Đó, để mọi người có thể cập nhật những cái thông tin về những cái buổi livestream của em, để mọi người có thể có cơ hội sở hữu những cái phần quà từ bên em nha mọi người nha. Xin phép chào chị gái Thảo Lạnh Lùng ạ. Xin phép chào Nguyễn Huyền Huyền nha. Vào sau chia sẻ livestream nha. Đó, mình gợi ý là hai số cuối của tờ tiền này cực kỳ là dễ, dễ đoán luôn ạ. Dễ đoán lắm mọi người ạ. Mọi người chia sẻ trên 50 người xem, mình sẽ bắt đầu gợi ý và giới hạn hai số cuối của tờ tiền này nha. Đó, mọi người nhanh tay đi ạ. Ok nha, chia sẻ nhanh tay và trả lời đúng sẽ được nhận phần quà nha mọi người nha. Mọi người chia sẻ nhanh tay nào, chia sẻ kéo lượt view lên cho mình nhá. Đó, mình thấy cái con số người xem đang tăng lên đáng kể rồi nhá. Cảm ơn mọi người rất nhiều ạ. Cảm ơn mọi người đã tương tác nha. Mọi người lưu ý là hôm trước em có kết thúc buổi livestream và em thấy rất nhiều những cái face, những cái tin nhắn là chị ơi em đã comment trước mà sao chị không nhìn thấy hay là gì đấy. Thì mọi người lưu ý là phải tương tác mạnh với cái Facebook này nhá. Thì comment của mọi người mới hiện lên. Đó. Thì mọi người mới có cơ hội để nhận những cái phần quà nha. Xin phép chào Trần Nguyệt Linh Nhung nha. Và sau chia sẻ livestream này cho mình nào. Lan Nguyễn gần đúng rồi nào, cố lên nào. Đó, mọi người lưu ý là phải tương tác mạnh nhá. Chia sẻ mạnh. Đó, trên 50 người xem, nhớ là trên 50 người xem sẽ giới hạn hai số cuối tờ tiền này nhá. Nhanh tay nào. À, Hương Hoàng Nguyên trả lời đúng nhá. Hương Hoàng Nguyên rất rất là may mắn nào. Đó, Hương Hoàng Nguyên nào. Mọi người kết thúc tờ tiền này nhá. Hương Hoàng Nguyên đã được nhận một phần quà nhá. Đó. Đây ạ. Mọi người nhìn thấy không? 37 mình đã ghi bình luận rồi nha. Đó, mọi người dừng nha, mình sẽ để tờ tiền này sang một bên và bắt đầu chơi tờ tiền thứ hai nhá. Đó, Hương Hoàng Nguyên chụp ảnh màn hình và inbox cho mình để nhận quà nhá. Tiếp tục chơi. Mọi người lưu ý là phải trên 100 người xem thì mới bắt đầu tăng cân và giảm cân nhá. Đó, mọi người vì vậy là mọi người phải chia sẻ nhanh tay. Ừ, Hương Hoàng Nguyên chụp ảnh màn hình và inbox cho mình để nhận một trong những cái phần quà nhá. Trên 100 người xem mới tăng cân và giảm cân nhá. Đó, nhanh tay chia sẻ nào. Tiếp tục chọn tờ tiền thứ hai nhá. Mọi người phải chia sẻ để kéo cái lượt view này lên cho em nhá. Đó, em thấy lượt view đang tăng lên rất đáng kể rồi ạ. Đó, cảm ơn mọi người rất nhiều nha. Mọi người bắt đầu chọn tờ tiền thứ hai nhá. À, ok, chụp ảnh màn hình và tiếp tục ủng hộ mình nha, Hương Hoàng Nguyên nha. Đó, đã có một người trúng rồi, mọi người tiếp tục chơi tờ tiền thứ hai. Đó, ok, mọi người ơi, trên 100 người xem sẽ bắt đầu tăng cân và giảm cân nhá. Một hộp tăng cân và giảm cân trị giá 500.000 luôn ạ. Đây ạ, mọi người sẽ được nhận một hộp như thế này nhá. Một hộp này trị giá 500.000 nhá. Đó, rất là dễ chơi và dễ trúng. Mình xin lỗi nhá. Trên 100 người xem sẽ bắt đầu tặng một hộp sữa tắm này. Và trên 150 người xem sẽ bắt đầu tăng cân và giảm cân nhá. Đó, mình nói nhầm một chút nha, mọi người thông cảm nha. Mọi người tiếp tục đoán hai số cuối của tờ tiền này nào. Chia sẻ nhanh tay nhá. Mọi người kéo cái lượt view lên cho em nào. Gần 100 người xem rồi, mọi người nhanh tay đi ạ. Nhanh tay chia sẻ livestream cho em nhá. Trên 100 người xem rồi nhá. Mọi người chia sẻ nào, chia sẻ và đoán hai số cuối tờ tiền này nhá. Hương Hoàng Nguyên còn ở đó không nhỉ? Chụp ảnh màn hình và inbox cho mình để nhận quà nhá. Đó, hai số cuối của tờ tiền này mình gợi ý là cũng rất là dễ thôi ạ. Đó, mọi người phải nhanh tay để chia sẻ. Mọi người lưu ý là mọi người phải tương tác mạnh với cái Facebook này của em nhá. Thì mọi người mới có thể có cơ hội được hiện cái comment của mình lên để nhận phần quà từ bên em nhá mọi người nhá. Nhanh tay chia sẻ nào. Đó, hai số cuối này rất dễ đoán thôi mà không mắc ạ. Chưa ai trả lời đúng ạ. Xin phép chào Yến Hạt Tiêu nha. Xin chào 124 người đang xem nha. Mọi người chia sẻ nhanh tay cho mình nào. Đó, chia sẻ nhanh tay để kéo lượt view lên cho mình nhá. Càng nhiều người xem, càng nhiều người chơi thì cơ hội mọi người trúng quà càng cao và phần quà càng hấp dẫn nha mọi người nhá. Đó, chia sẻ nhanh tay cho mình nào. Đó, chia sẻ nhanh tay cho mình nhá. Đó, kéo lượt view lên cho mình xem nào. Đó, mọi người nhanh tay nào. Rất là dễ thôi ạ. Rất là dễ thôi ạ. Đó, trong khi mà mọi người đang xem livestream như này nhá. Thì mình cũng tư vấn thêm một chút về cái sản phẩm mà mọi người có thể nhận được nhá, cái phần quà mà mọi người có thể nhận được nhá. Đây là sữa tắm truyền trắng Queen Lady ạ. Đó, mọi người biết tại sao lại gọi là sữa tắm truyền trắng không ạ? Đó, tại vì là khi mà mọi người tắm một lần thôi. Lần thứ nhất mọi người tắm là mọi người sẽ có thể
tông sáng sáng lên một tông rồi da của mọi người sẽ sáng lên một tông rồi nhá. Đó, sau đó thì mọi người da của mọi người sẽ bắt đầu sáng tiếp tục lên sau những cái lần tắm tiếp theo ạ. Đó, đó là sữa tắm đặc điểm của sữa tắm truyền trắng Queen Lady nhá. Thứ hai là cái độ lưu huông của nó rất là cao nhá. Đó mọi người ơi, em vẫn check câu trả lời của mọi người nha. Mọi người chia sẻ livestream và ủng hộ em nhiệt tình nào. Đó, mọi người tiếp tục nhá, tiếp tục chơi nhỉ, tiếp tục chơi và nghe em tư vấn về cái cách sử dụng và cũng như là công dụng của cái phần quà mà mọi người có thể nhận được nhá. Đó, đây ạ. Đây là sữa tắm truyền trắng Queen Lady nhá. Một hộp này có giá 270 nghìn. Nếu mà ai mà mua cái sản phẩm này ở trên livestream này của em nhá thì mọi người sẽ được free ship. Đó, free ship. Nếu mà nói về giá thì em không thể ưu đãi được tại vì đây là giá limit của công ty. Nếu như mà bán thấp đi chẳng hạn thì sẽ bị công ty trục xuất và không không được tiếp tục bán cái sản phẩm này nữa. Đó, cho nên là em sẽ free ship mọi người nhá. Đó, và một cái điều rất đặc biệt là mọi người có thể trả lời đúng hai số cuối tờ tiền là mọi người có thể được nhận một trong những cái phần quà này nhá. Đó, rất là dễ chơi cho chúng mình không mọi người. Mọi người nhanh tay chia sẻ nào. Rất là dễ thôi mà chưa ai trả lời đúng ạ. À, mình sẽ kiểm tra là chưa đúng nha mọi người nha, chưa đúng, chưa ai đúng cả. Nếu ai đúng mình sẽ bắt đầu mình đọc tên người đó nha. Mình đang kiểm tra từng người một. Mọi người lưu ý là nếu như ai trả lời đúng, mình sẽ bắt đầu đọc tên người đó và lập tức kiểm tra tường của người đó. Nếu như mà người đó không chia sẻ livestream này của mình ở chế độ công khai nha, mình sẽ bắt đầu hủy kết quả nha. Đó, nhanh tay chia sẻ nào. Xin chào 199 người đang xem nhá. Đó, mọi người comment nhanh tay cho mình nào. Ai trả lời đúng thì sẽ được nhận quà nhá. Rất là dễ chơi, dễ trúng thôi phải không mọi người? Không giới hạn câu trả lời nhá. Xin chào tất cả mọi người nhá. Đó. Mọi người ơi, em tư vấn thêm nhá. Đây ạ. Sản phẩm này nha mọi người, một lọ này mọi người có thể dùng trong khoảng 1 tháng. Nếu như ai dùng dùng nhiều nhá, còn dùng lâu thì có thể dùng đến 2 tháng mà độ lưu huông của nó rất cao. Đó, khi mà mọi người tắm xong hết một lọ này ấy, thì mọi người cảm giác như là da của mình sẽ trắng lên một cách rất là đáng kể luôn. Mình không thể nào là tắm lần thứ nhất mà từ bao công trở thành bạch tuyết đâu mọi người ạ. À, đó, mọi người dùng hết lọ này em cam kết với mọi người da của mọi người sẽ sáng lên hẳn luôn ạ. À, đó, so với tất cả các những cái sản phẩm làm trắng khác trên thị trường hiện nay nhá, em cam đoan với mọi người sản phẩm này của em cực kỳ an toàn. Đó, chiết xuất từ kiwi, chanh và cam. Đó, những cái chẳng phải nói thì mọi người cũng biết phải không ạ. Cái công dụng của chanh làm đẹp cho cái làn da của mình như thế nào tất cả mọi người cũng biết rồi phải không ạ. Đó, đó, chiết xuất 100% từ thiên nhiên như vậy nhá. Đó, khi mọi người mua hàng là mọi người sẽ có cam kết của em nhá và cam kết của công ty nhá mọi người nhá. Đó, mọi người có thể yên tâm sử dụng cái sản phẩm này nhá, là sản phẩm chính hãng của công ty. Và sẽ khi tại sao mọi người lại phải sử dụng sản phẩm chính hãng, vì mọi người khi mà mọi người nhận được một cái sản phẩm mà an toàn và hiệu quả nhá, của hàng chính hãng của công ty nhá, thì mọi người sẽ sử dụng nó sẽ có được cái hiệu quả cao và những một cái kết quả bất ngờ nha mọi người nhá. Đó, mọi người phải phải lưu ý như vậy nhá. Chia sẻ livestream nào, vào sau chia sẻ livestream nhá. Đó, hôm nay thì em không mang cái lọ mà em đang dùng lên, em để dưới nhà rồi, nhưng mà em cũng đang dùng một nửa lọ, em đã dùng hết một nửa lọ rồi nhá. Đó, và cái lọ này là một lọ mới nguyên. Nếu như mà ai mà em sẽ tặng một lọ này cho ai chia sẻ nhiều nhất ở cái livestream này nhá, cho người đó nhá. Đó, tất cả các chị em đang xem ở đây có ai muốn được tặng một sữa tắm truyền trắng Queen Lady này của em không ạ? Có ai muốn thì chấm cho em một chấm nhá. Ai vào sau nhá, muốn tặng tăng cân hoặc giảm cân, comment chiều cao cân nặng và số điện thoại nhá. Lưu ý là phải comment chiều cao cân nặng và số điện thoại nhá. Rất là dễ như này thôi mà chưa ai trả lời đúng à? Chưa ai trả lời đúng cả, mọi người nhanh tay nhá. Ai vào sau thì phải chia sẻ livestream này cho mình nhá. Ai muốn được tặng tăng cân và giảm cân, comment chiều cao cân nặng và số điện thoại nhá. Mọi người sẽ có cơ hội nhận một hộp sữa tắm này trị giá 270 nghìn đồng và một hộp tăng cân hoặc giảm cân như này trị giá 500 nghìn đồng nhá. Đó, một hộp này mọi người có thể dùng trong vòng 15 ngày và tăng được khoảng 2 đến 4 cân, tương tự với giảm cân cũng vậy nhá. Mọi người ơi, em cam kết với mọi người là mọi người không dùng một sản phẩm nào hoặc là không tập bất cứ một cái môn thể thao nào mà mọi người có thể tăng được một số cân mà như vậy đâu ạ, mà trong thời gian chỉ với 15 ngày.
Mọi người thử nghiệm xem chỉ với 15 ngày mình có thể cải thiện được một cái vóc dáng đáng kể như vậy so với tất cả các cái sản phẩm mà giảm cân, tăng cân của Mỹ trị giá tận hơn 1 triệu đồng, hoặc là có những sản phẩm đến 2 triệu đồng cơ. Tại sao em lại biết được những cái thông tin như vậy? Tại vì chính bản thân em đã bán cho khách hàng và em đã nhận được những cái phản hồi từ khách như vậy nhá. Những cái sản phẩm mà trị giá lên đến tận khoảng 2 triệu đồng một hộp tăng cân nhưng mà lại không an toàn bằng cái sản phẩm này của em và không hiệu quả bằng sản phẩm này của em cơ ạ. Mà trong khi đó một sản phẩm này chỉ trị giá 500 nghìn, không quá đắt phải không mọi người? Chỉ trong vòng 15 ngày thôi mọi người có thể cải thiện được cái vóc dáng của mình rồi nhá. Đó, ngang tay nào, tất cả những bà mẹ sau sinh nào, những phụ nữ nào đang béo mà muốn giảm cân và đang gầy mà muốn tăng cân nhá, hoặc là đàn ông yếu sinh lý chẳng hạn, hoặc là trẻ em còi biếng ăn, tất cả có thể sử dụng sản phẩm này được nhá. An toàn cho mọi lứa tuổi, chiết xuất 100% từ thiên nhiên nhá mọi người nhá. Khi mọi người mua một sản phẩm này về sẽ có 15 gói như thế này nhá. Đó, mọi người uống trong vòng 15 ngày thôi, quan ra với mọi người có thể tăng từ 2 đến 4 cân tùy cơ địa mỗi người nhá. 100% em bán cho 100 người thì 99 người tăng cân nhá, và một người còn lại không tăng cân. Vì sao? Vì họ thứ nhất là không uống đều thuốc. Đó, thứ hai là cái chế độ ăn ngủ nghỉ của họ. Đấy, nó không không ổn định. Và đối với thuốc này khi mà mọi người uống thì mọi người phải uống trước 30 phút ngủ trong một cái giấc ngủ mà dài nhất trong ngày. Có thể có những ai làm bảo vệ chẳng hạn, tính chất của công việc của họ thì họ phải thức đêm. Vì vậy nên là họ là uống những cái sản phẩm này ấy, trong những cái giấc ngủ, trước những cái giấc ngủ dài nhất trong ngày của họ đó. Vì vậy mà ai muốn mua sản phẩm này và ai muốn thắc mắc về sản phẩm này, ai thắc mắc về sản phẩm này thì inbox cho em sẽ tư vấn cho họ nhá. Tùy theo những cái tính chất công việc và cơ địa của tùy người nhá. Đó, mọi người nhanh tay chia sẻ livestream vào cho mình nhá. Xin chào 200 người đang xem nhá. Có ai ở trong này muốn được nhận một hộp tăng cân này và một hộp giảm cân này không ạ? Có ai muốn được tặng một hộp sữa tắm truyền trắng này không ạ? Đó, ai đem chai đem lì nhá, em đảm bảo với mọi người tắm xong một lọ này là trắng lên trông thấy luôn. Em cam kết với mọi người như vậy nhá. Mọi người mua sản phẩm này của em bán hàng với tính chất lâu dài nhá. Mọi người mua sản phẩm này của em. Đó, mọi người có thể mọi thắc mắc mọi người có thể phản hồi lại cái Facebook mà em đang livestream nhá, Facebook Nguyễn Thị Phương Thúy nhá mọi người nhá. Đó, mọi người chia sẻ nhanh tay nào. Đó, chia sẻ nhanh tay cho mình nhá. Hôm trước cũng có rất nhiều người trúng và về thể lệ thì em cũng đã công bố rồi. Cuối livestream em sẽ chọn ra một bạn ngẫu nhiên chia sẻ và ủng hộ em nhiều nhất, em sẽ tặng một hộp này nhá. Đó, bởi vì là nếu như tặng tăng cân hoặc giảm cân thì sẽ không 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 phụ thuộc vào cái người đó nhá. Có thể như là họ không không muốn tặng tăng cân chẳng giảm cân chẳng hạn ấy, nên là em sẽ tặng cái này nhá. Tặng cái này là sẽ là tặng cái này thì dễ dùng nhất nhá mọi người nhá. Đó, ai tất cả các chị em ở trong này thì ai có ai muốn được nhận một lọ sữa tắm này thì comment cho em là sữa tắm truyền trắng Queen Lady giúp em nào. Mọi người comment sữa tắm truyền trắng Queen Lady giúp em nào, nhanh tay nào, nhanh tay chia sẻ nhá. Dễ như này mà không ai trả lời đúng à? Chưa ai trả lời đúng cả. Xin chào 204 người đang xem nhá. Mọi người nhanh tay chia sẻ nào, nhanh tay chia sẻ cho em nhá. Đó, chia sẻ để kéo lượt view lên cho em nhá. Bắt đầu chuẩn bị giới hạn hai số nhá. Bắt đầu chuẩn bị giới hạn hai số cuối của tờ tiền này nhá. Đó, để mọi người có thể dễ dàng chơi hơn nhá. Dễ dàng để chơi hơn nhá. Chưa đúng nhá. Xin cảm ơn nhá. Tất cả những ai ai mà muốn được tặng một lọ sữa tắm này thì comment sữa tắm truyền trắng Queen Lady giúp em nào. Comment sữa tắm truyền trắng Queen Lady giúp em nhá mọi người nhá. Đó, em sẽ chọn tất cả em sẽ chọn những cái bạn mà comment như thế nhá, em sẽ chọn ngẫu nhiên nhá, để em sẽ tặng cái hộp này cho người đó nhá mọi người nhá. Đó, comment sữa tắm truyền trắng Queen Lady là mọi người không? Nhanh tay chia sẻ và comment như vậy cho em nhá, để có cơ hội được nhận một trong những cái sản phẩm bên em nhá. Thứ nhất là sữa tắm và thứ hai là tăng cân và giảm cân nhá. Ai muốn được tặng tăng cân và giảm cân, comment chiều cao cân nặng số điện thoại để em gọi điện em chốt đơn nhá mọi người nhá. Đó, mọi người ơi, nhanh tay chia sẻ kéo lượt view lên cho em nào. Con số người xem đang tăng lên rồi nha mọi người nha. Em có thể em chuẩn bị giới hạn hai số cuối tờ tiền này nha. Đó. Phương Thảo Nguyễn ơi, tại sao mình không nhìn thấy ai đúng cả nhỉ? Sao thế nhỉ?
Mình vẫn kiểm tra mọi người một cách rất bình thường nha. Đó, tại sao mình không thấy ai trả lời đúng nhở? Có thể là comment bị ẩn đó, mọi người lưu ý là phải tương tác mạnh với Facebook mà em đang live stream nhá. Thì comment của mọi người mới hiện lên nhá mọi người nhá. Nhanh tay chia sẻ giúp em nào. Chia sẻ kéo lượt view lên cho em nhá. Đó, ai ai mà muốn được tặng cái lọ sữa tắm này thì comment sữa tắm truyền trắng Queen Lady giúp em nào. Cuối live stream em sẽ chọn ra một bạn ngẫu nhiên để tặng người đó nhá. Đó, sản phẩm này nhá, an toàn tuyệt đối nha mọi người nhá. Mọi người tắm một lần, da của mọi người sẽ sáng lên dần dần nhá. Đó, tắm hết một lọ là em cam đoan với mọi người là mọi người sẽ trắng lên trông thấy luôn ạ. Đó, ai đen trai đen lì đều sử dụng được nhá và đều đạt được một hiệu quả cao lắm mọi người nhá. Đó. Rồi rồi, rất cảm ơn mọi người, cảm ơn Duyên Hoàng nhá. Chia sẻ livestream nào. Chia sẻ kéo lượt view lên cho em nha, 300 người xem đi ạ. Kéo livestream lên 300 người xem cho em nào. Giúp 300 người xem giúp em nhá. Đó, em sẽ bắt đầu giới hạn câu trả lời nhá. Giới hạn câu trả lời là dưới 70 nào. Dưới 70 nhá, hai số cuối dưới 70 nào. Mọi người nhanh tay chia sẻ giúp em nhá. Đó, mọi người lưu ý nhá. Một hộp này mọi người ơi, khi mà mọi người nhận được nhá, sẽ có một tờ hướng dẫn sử dụng ở trong này nhá và thành phần của nó nhá mọi người nhá. Đây ạ. Một tờ hướng dẫn sử dụng như này và thành có tất cả các cái thành phần như là và cách sử dụng và như là chế độ ăn uống làm sao để cơ thể mình có thể hấp thu dễ hơn ý. Đó. Và 15 gói như thế này để mọi người có thể uống trong vòng mỗi ngày mọi người uống trong một gói này nhá. Chỉ cần bỏ ra 1 phút thôi, uống 2 viên này mỗi sáng à mỗi khi đi ngủ thôi là mọi người có thể có cơ hội được tăng tăng cân một cách đáng kể luôn nhá mọi người nhá. Gần đúng rồi mọi người ơi. Sao mình chưa nhìn thấy ai đúng nhở? Nghe có vẻ khó nhở? Hai số này rất dễ thôi mà chưa ai trả lời đúng à? À xin chúc mừng Lan Nguyễn nhá. Lan Nguyễn trả lời đúng rồi nào. 57. Đó, bây giờ mình nhìn thấy Lan Nguyễn nào. Đó, Lan Nguyễn chụp ảnh màn hình và inbox cho mình để nhận thẻ nhá. Nhanh tay nào, Lan Nguyễn còn ở đó không nhở? Lan Nguyễn chụp ảnh màn hình nhận thẻ và comment inbox cho mình để nhận thẻ nhá. Đây ạ. 57 nhá. Đó, nhanh tay chia sẻ giúp mình nào. Lan Nguyễn còn ở đó không nhở? Lan Nguyễn trúng rồi là. Tiếp tục chuyển sang tờ tiền thứ hai nhá mọi người nhá. Tiếp tục chuyển sang tờ tiền thứ hai nhá mọi người nhá. Sao mình không nhìn thấy Phương Thảo nhở? Mình không nhìn thấy đâu mọi người ạ. Là mọi người nhanh tay nhá. Tiếp tục dinh phần quà ở những cái tờ tiền tiếp theo nào. Đây ạ, bắt đầu chơi sang tờ tiền này nhá. Một hai số này cực kỳ là dễ đoán, trời ơi hôm nay mình chọn toàn số dễ dễ chơi dễ trúng thôi ạ. Nhanh tay chia sẻ nhá. Nhanh tay chia sẻ nha. Lan Nguyễn chụp ảnh màn hình và inbox cho mình để nhận thẻ nha. Tiếp tục ủng hộ mình ở những cái buổi livestream nhá, livestream nhá, chia sẻ nào. Vì vậy nên mọi người phải tương tác mạnh với Facebook này của em thì mọi người mới có cơ hội được nhận quà nhá. Đó, mọi người ai mà muốn được tặng cái hộ lọ này nào, comment sữa tắm truyền trắng Queen Lady giúp em nhá. Đó, Lan Nguyên chia sẻ chưa nhở? Lan Nguyên chưa chia sẻ thì chưa không được nhận quà đâu nhá. Xin chào 200 người xem nhá. Có ai muốn mình hỏi là ở trong này có ai là một bà mẹ bỉm sữa sau sinh và có ai đang muốn giảm cân không ạ? Ai muốn tăng cân không ạ? Ai muốn trắng lên không ạ? Nhanh tay comment cho em nhá. Đó đúng rồi, không xếp là bị ẩn comment đấy nha. Chỉ cần trả lời hai số cuối của tờ tiền này thôi nhá, mọi người sẽ được nhận một trong 3 phần quà này em đã ghi ở trên bình luận nhá. Mọi người đừng quên chia sẻ 2 lần trên trang cá nhân ở chế độ công khai và 5 lần trên các hội nhóm nhá. Mọi người sẽ có cơ hội được nhận quà được từ bên em nhá. Đó, nhanh tay nào, nhanh tay chia sẻ nào. Đó, ai mà muốn được nhận phần quà gì thì comment phần quà đó nhá. Muốn được nhận thẻ thì comment là thẻ. Ai muốn được nhận sữa tắm thì comment sữa tắm. Và ai muốn được tặng tăng cân và giảm cân thì comment chiều cao cân nặng số điện thoại nhá, để em gọi điện em chốt nhá mọi người nhá. Đó, ai ở trong này muốn được cải thiện vóc dáng của mình nhanh chóng không ạ? Ai mà đang béo muốn giảm cân và ai muốn gầy muốn tăng cân không ạ? Đó, comment ở đây để em tư vấn cho nhá. Mọi người ơi, em tư vấn qua về sản phẩm này nhá. Đó, tất cả những ai
Vào sau mọi người có thể chưa nghe em tư vấn về sản phẩm này thì bây giờ em sẽ tư vấn cho mọi người, có để mọi người có thể biết thêm được về cái công dụng cũng như là cách sử dụng cái phần quà mà mọi người có thể nhận được nhá. Đó, thứ nhất là một hộp tăng cân như này nhá. Đó, một hộp này mọi người sử dụng trong vòng 15 ngày nhá. Mọi người có thể đem so sánh với tất cả các sản phẩm khác, không bao giờ có hiệu quả an toàn như như sản phẩm em ạ. Và chỉ cần trong vòng 15 ngày mọi người có thể tăng được từ 2 đến 4 cân, em cam kết với mọi người nhá. Em bán cho 100 người thì 99 người đã có một kết quả đáng ngờ rồi đó, tăng cân rất là nhanh chóng ạ. Đó, và ăn ngủ rất là ngon luôn, ăn ngon ngủ cũng ngon luôn ạ. Đó, một điều đặc biệt từ sản phẩm bên em là chiết xuất 100% từ thiên nhiên, nên là không có một chút tác hại gì cả, không có một chút ảnh hưởng gì cả. Đó, khi mà mọi người dừng, mọi người không dùng nữa thì mọi người vẫn giữ được số cân như này nhá. Mọi người lưu ý là khi mà mọi người uống cái sản phẩm này của bên em vào nhá, thì sẽ thuốc sẽ đào thải các cái chất độc từ gan ra. Đó, sau đó thì giúp cơ thể mình tăng cường ăn ngon ngủ sâu hơn, từ đó là cơ thể mình sẽ tự tự lên cân, chứ không phải là thuốc không trực tiếp làm các bạn lên cân đâu nhá. Đó nha, khi mà mọi người dừng, mọi người không dùng nữa, mọi người sẽ vẫn có thể là giữ được mức cân như vậy nhá. Đó, nên là mọi người có thấy Duyên Hoàng mà Duyên Hoàng chia sẻ nhanh tay và comment giúp mình nhá. Ai muốn được tăng cân và giảm cân thì comment chiều cao cân nặng và số điện thoại nhá. Đó, thấy hết mọi người nhá, chỉ cần mọi người chia sẻ nhanh tay cho mình thôi, chỉ cần chia sẻ thật nhiều thôi là mọi người đều đều có thể được hiện lên trên màn hình rồi nhá. Đó, nhanh tay nào, ai ở đây mà muốn giảm cân không ạ? Có bạn nào muốn giảm cân và muốn có được một vòng eo con kiến không ạ? Đó, Lữ Hoàng giảm cân, Lữ Hoàng cải thiện vóc dáng của mọi người đây rồi. Lữ Hoàng cải thiện vóc dáng của mọi người đây rồi. Nhanh tay chia sẻ nhá. Phải nói đây là một loại thần dược luôn nhá. Đối với bản thân em coi nó, em rất tin tưởng vào sản phẩm em đang bán luôn, tại vì đã em đã dùng rồi là em biết rồi nhá. Đó, đây gọi đó là thần dược cải thiện vóc dáng của mọi người luôn nhá. Em sau sinh nhá, em dùng một hộp này mà em tăng 3 cân luôn nhá, em tăng 3 cân luôn. Đó, và vóc dáng của em hiện tại là em tăng cân nhưng mà vòng eo của em vẫn nhỏ, em chứ không phải vòng eo của em không không to đâu nhá. Tăng nhưng mà không phải là tích mỡ hay tích nước gì cả, mà tăng tăng một cách đều từ trên xuống dưới luôn ạ. Đó. Có thấy tất cả mọi người mà chỉ cần mọi người chia sẻ nhanh tay thôi. Đó. Ai muốn được tặng cái loại thần dược cải thiện vóc dáng này thì comment chiều cao cân nặng và số điện thoại giúp mình nha, mình sẽ tư vấn cho người đó, hoặc là inbox trực tiếp vào Facebook Nguyễn Thị Phương Thúy của mình nha, để mình tư vấn cho mọi người nhá. Mọi người nhanh tay nhá, nhanh tay chia sẻ nào. Mọi người lưu ý là phải làm đủ các cái bước mà mình đã yêu cầu, không là không được chơi đâu nhá. Luật chơi là chơi, trò chơi là cũng thế thôi, là phải có luật nhá, ai phạm luật thì sẽ không được chơi nhá. Nhanh tay nào, hai số cuối của tờ tiền này cực kỳ là dễ đoán thôi mà chưa có ai trả lời đúng cả. Nhanh tay chia sẻ giúp em nhá. Đó, ai mà muốn được tặng một hộp này thì comment chiều cao cân nặng và số điện thoại giúp em nào. Comment hoặc là cao comment thảo dược cường anh nhá. Thảo dược cường anh nào. Nhanh tay nào. Ai comment thảo dược cường anh nhá, mình sẽ chọn một trong những cái bạn đó để mình tặng một hộp tăng cân hoặc một hộp giảm cân nhá. Hoặc là một hộp hoặc là một phần quà khác tùy mọi người nhá. Và mọi người có thể comment số cân mà mình muốn giảm hoặc là số cân mà mình muốn tăng nhá. Ngay tại livestream này mình có thể tư vấn cho mọi người nhá. Mọi người có thể theo dõi xem trước Facebook Nguyễn Thị Phương Thúy, Facebook mà mình đang livestream nhá, để có thể cập nhật những cái thông tin về cái buổi livestream của mình nè. Đó, và mình hay update các cái thực đơn giảm cân và tăng cân hàng ngày cho mọi người đó. Mọi người có thể dựa vào các cái thực đơn như vậy để mọi người có thể cải thiện cái vóc dáng của mình nhá. Đó, và kết hợp với cái thần dược cải thiện vóc dáng này nhá, để mọi người có được một cái vóc dáng mà có thể đẹp và chuẩn nhất trong cái suy nghĩ của mọi người nhá. Đó, mọi người nhanh tay chia sẻ giúp em nào. Tất cả các chị vào sau nhá, chia sẻ livestream nhá. Và ai muốn được tặng một hộp tăng cân và một hộp giảm cân này thì comment chiều cao cân nặng và số điện thoại nhá, hoặc là comment thảo dược cường anh giúp em. Đó, thảo dược cường anh nhá mọi người nhá, chia sẻ livestream mạnh lên cho em nhá. Đó, comment thảo dược cường anh giúp em nào. Đó mọi người ơi, một hộp này trị giá 500.000 đó ạ, và mọi người chỉ cần comment
Thảo Dược Cường Anh, hoặc là comment chiều cao cân nặng và số điện thoại thôi, mọi người sẽ có cơ hội được nhận một trong hai hộp này duy nhất nhá. Thứ nhất là một hộp tăng cân, hai là hộp giảm cân nhá mọi người nhá. Đó, trị giá 500 nghìn thôi nhá. Đó, mọi người thấy có hấp dẫn không ạ? Chia sẻ nhanh tay giúp em nào để có thể nhận được một trong hai hộp này nhá mọi người nhá. Chia sẻ giúp em nào. Chỉ cần comment Thảo Dược Cường Anh thôi, mọi người sẽ có cơ hội được nhận thôi nhá. Sẽ có cơ hội được nhận một trong hai hộp này. Một trong hai cái hộp này nhá. Nhanh tay nào. Ok nhá, ok Đen Kim Vũ nhá. Đen Kim Vũ muốn tăng hay muốn giảm nào? Một Đen Kim Vũ muốn tăng cân hay giảm cân nào? Đó, comment Thảo Dược Cường Anh nhá. Comment Thảo Dược Cường Anh. Thứ nhất là comment chiều cao cân nặng và số điện thoại. Sau đó comment mà số cân mà mình muốn tăng hoặc là số cân mà mình muốn giảm nào. Sau đó comment Thảo Dược Cường Anh nhá. Đó, ai làm đủ các bước em sẽ chọn ra một trong số tất cả những người đó nhá. Một trong số chọn ngẫu nhiên nhá, để tặng cho mọi người nào. Nhanh tay nào. Để tặng cho mọi người một hộp tăng cân hoặc một hộp giảm cân nhá. Một hộp này uống trong vòng 15 ngày thôi. Mọi người đây 15 gói của nó như này nhá. Đó, mọi người sẽ có cơ hội sẽ tăng được từ 2 đến 4 cân nhá. Đó. Một số cân đáng mơ ước phải không ạ? Khi mà mọi người nhận được sản phẩm bên em nhá, sẽ có tem bảo hành là tem chống hàng giả là đây ạ, tem chống hàng giả nhá. Và một cái mác ở ngoài như kiểu là số mã vạch của công ty nhá. Đó, mọi người có thể check xem là hàng giả hay hàng thật đó, rất là dễ thôi ạ. Xin chúc mừng Lê Đào nhá. Lê Đào đã trả lời đúng nhá. Đó đây ạ. 50, xin chúc mừng Lê Đào. Lê Đào chia sẻ nhanh tay chưa ạ? Chia sẻ cho mình chưa nhỉ? Đó, Lê Đào lưu ý là chụp ảnh cái số comment mà mình đã trúng nhá, inbox cho mình mới được nhận thẻ nhá. Đó, nhanh tay nào. Comment Thảo Dược Cường Anh giúp em nào. Và comment Thảo Dược Cường Anh giúp em nhá, để có cơ hội nhận quà nhá. Mọi người ơi, mọi người dừng nhá. Đây ạ. Mọi người dừng nào, đây ạ. Hai số cuối này mọi người đã có người trúng rồi nhá. Tiếp tục chơi sang tờ tiền thứ tư nhá. Đã có 4 người trúng rồi nhá. Tiếp tục chơi sang tờ tiền thứ tư nhá. Nhanh tay nào. Tiếp tục chuyển sang một tờ tiền khác nhá. Nhanh tay nhá. Mọi người ơi, mọi người comment Thảo Dược Cường Anh giúp em nhá. Ai muốn được tặng tăng cân hoặc giảm cân thì comment giúp em nào. Comment chiều cao cân nặng số điện thoại nhá. Comment chiều cao cân nặng và số điện thoại giúp em nhá. Đó. À, muốn được chơi tiếp thì comment Thảo Dược Cường Anh giúp em nhé, sẽ được tiếp tục tham gia trò chơi nào. Thảo Dược Cường Anh nào, dành một phút cho tất cả mọi người comment Thảo Dược Cường Anh nhá. Tất cả những ai vào sau có dành một phút để comment Thảo Dược Cường Anh sẽ tiếp tục được chơi nhá. Không phải nhá, số này không phải đoán từ đầu nữa nhá. Đây ạ, ba số tờ tiền mọi người đã chơi mình để riêng ra đây ạ. Và tiếp tục chơi sang thử tiền thứ tư nhá. Không chơi lại đâu mọi người ạ. Đó, nhanh tay nhá. Cho nên là mọi người phải nhanh tay chia sẻ giúp em nhá. Đó, mọi người ơi, mọi người vào sau phải comment chữa Thảo Dược Cường Anh thì tiếp tục được chơi mini game nhá. Comment đi ạ. Comment Thảo Dược Cường Anh giúp em nào. Comment Thảo Dược Cường Anh để có thể chơi mini game nào mọi người ơi. Đó, nhanh tay nào. Tiếp tục nào. Chia sẻ livestream và comment Thảo Dược Cường Anh nhá. Đó thì mọi người sẽ có cơ hội được chơi mini game nhá. Cơ hội rất trúng phần quà rất là cao luôn ạ. Đó đây ạ mọi người ơi. Đây nhá. Đó, ai muốn được tặng một hộp tăng cân và một hộp giảm cân như thế này nhá. Mọi người có thể comment chiều cao cân nặng và số điện thoại nhá. Cuối livestream em sẽ chọn một trong tất cả mọi người. Đấy, để có thể tặng cho mọi người một trong những kia, một trong hai hộp này nhá, để mọi người có thể cải thiện vóc dáng của mình một cách nhanh chóng nhá. Chơi trên tinh thần là vui nhá mọi người nhá. Đó, em sẽ gửi tặng mọi người tất cả những cái phần quà nó không mang giá trị cao nhưng mà mang giá trị tinh thần và nho nhỏ luôn nhá. Mọi người phải nhớ là phải theo dõi Facebook mà em đang livestream nhá, để có thể cập nhật những cái thông tin về những cái buổi livestream của em, để mọi người có thể có cơ hội nhận được những cái phần quà như thế này nhá mọi người nhá. Đó, nhanh tay nào. Comment Thảo Dược Cường Anh giúp em nào. Comment Thảo Dược Cường Anh nào. Nhanh tay để comment để chơi tiếp tục nào. Đó, dành một phút cho mọi người comment Thảo Dược Cường Anh nhá. Tất cả những ai vào sau comment Thảo Dược Cường Anh mới được phép tham gia nào. Mới được phép tham gia nào. Trò chơi là em là chi nhánh độc quyền nhá. Chi nhánh độc quyền phân phối sản phẩm tăng và giảm cân Cường Anh nhá. Đó, nên là mọi người khi mọi người dùng sản phẩm bên em nhá, khi mà mọi người nhận được sản phẩm bên em, mọi người
Yên tâm 100% nhá. Và một điều lưu ý nữa là khi mà ai muốn mua sản phẩm được của em, inbox trực tiếp cho em nhá. Đó, em sẽ hẹn ngày và giờ để mọi người có thể nhận quà nhá, à, nhận sản phẩm nhá. Đó, tại vì là khi mà mọi người, nếu như mọi người đặt trên cái livestream này, đó, mọi người chỉ cần comment chiều cao, cân nặng và số điện thoại thì em sẽ gọi điện cho mọi người nhá. Đó, tránh trường hợp là những cái như kiểu là các cái người khác ấy, tránh trường hợp như kiểu kẻ xấu đó cướp đơn của em ạ. Đó mọi người, vì vậy nên là mọi người phải lưu ý giúp em nhá. Đã ủng hộ em rồi thì ủng hộ đến cuối luôn nhá. Dành một phút cho mọi người comment thảo dược Cường Anh nào, nhanh tay nào, chia sẻ livestream và comment thảo dược Cường Anh nhá. Đó, Đan Kim Vũ muốn giảm mấy cân nào. Mọi người lưu ý là comment số cân mà mình muốn giảm để em tư vấn cho mọi người nhá. Đó, tiếp tục chơi sang tờ tiền thứ hai nào. Đó, tiếp tục chơi sang tờ tiền thứ tư chứ. Tờ tiền thứ tư nhá. Đây ạ. Hai số này cực kỳ là dễ trúng. Hôm nay chọn toàn số dễ chơi dễ trúng thôi. Đây ạ. Mọi người tiếp tục đoán hai số cuối tờ tiền này nhá. Để có thể có cơ hội được nhận quà bên em nhá. Đây ạ. Lữ Hoàng cải thiện vóc dáng đây rồi ạ. Lữ Hoàng cải thiện vóc dáng cho tất cả các chị em phụ nữ và tất cả những cánh đàn ông nhá, béo bụng nào hoặc là béo vừa biết bắp tay bắp chân đều có thể giảm được nhá. Giảm là giảm đều luôn nhá. Đó, tăng thì cũng tăng đều luôn nhá, không tích mỡ không tích nước nhá. Đó, nhanh tay nào. Ok nhá. Ok, chia sẻ nhanh tay giúp mình nào. Hai số này rất dễ trợ thôi ạ. Chia sẻ kéo lượt view lên nào, trên 200 người xem giúp mình nào. Kéo lượt view trên 200 người xem giúp mình nào. Vừa comment vừa chơi vừa chia sẻ nhanh tay nhá. Để có cơ hội được nhận Lữ Hoàng nào. Thần dược cải thiện vóc dáng nhá. Ok nhá. Ok Đen Kim Vũ ơi. Đó, một hộp này bạn có thể giảm được từ 2 đến 4 cân. Đây là hộp tăng cân, hộp giảm cân thì em chưa lấy ở đây, nhưng mà hộp giảm cân nó cũng như thế này thôi ạ, nhưng mà nó có chữ giảm cân cơ. Một hộp giảm cân thì có thể giảm từ 2 đến 4 cân, đó tùy cơ địa nhá. Nếu như muốn giảm 9 cân thì chỉ cần dùng hai hộp này thôi. Ba hộp này thôi là có thể giảm được số cân như là chị mong muốn rồi nhá. Đó, ba hộp này thôi. Nhanh tay nhá, nhanh tay thường xuyên để tương tác với Facebook của em, nhanh tay chơi những cái mini game như này để có thể có cơ hội được nhận cái sản phẩm này để có thể cải thiện vóc dáng của mình nhá. Đó, nhanh tay chia sẻ nhá. Ai muốn được tặng tăng cân và giảm cân thì comment số cân mà mình muốn tặng nhá. Số cân mà mình muốn giảm và số cân mà mình muốn tăng giúp em nhá. Chia sẻ nhanh tay nào. Đó, rất nhiều người trả lời nhưng chưa có ai đúng cả. Mọi người chia sẻ và kéo lượt view lên trên 200 người xem giúp em nhá. Comment có thấy Duyên Hoàng mà, có thấy Duyên Hoàng từ đầu luôn nhá. Nhưng mà mọi người lưu ý là phải tương tác mạnh nhá. Tại vì đôi khi tất cả các comment của mọi người không hiện lên hết đâu ạ. Tất cả comment của mọi người không hiện lên hết đâu. Cho nên là mọi người phải chia sẻ. Và chia sẻ livestream này nhiệt tình nào. Và tương tác mạnh với cái Facebook này của em thì mọi người mới có cơ hội được nhận một trong những cái phần quà bên em nhá. Đó, nhanh tay chia sẻ là ai muốn được tặng tăng cân và giảm cân thì comment chiều cao, cân nặng và số điện thoại nhá. Comment số cân mình muốn tăng và muốn giảm giúp em nhá. Đó, và tất cả những ai vào sau là mọi người đừng quên là còn một phần quà rất hấp dẫn mọi người có thể nhận được, đó chính là sữa tắm truyền trắng Queen Lady nhá. Đây ạ, đây là một hộp sữa tắm truyền trắng Queen Lady dành cho mọi người đây. Mọi người comment nhanh tay để có cơ hội được nhận là một trong hai sản phẩm đấy nhá. Đó, bộ sản phẩm thần kỳ, thần dược có thể làm cho chị em phụ nữ xinh đẹp dạng người trong vòng một tháng thôi ạ. Mọi người dùng một lọ xong một lọ này và dùng xong một hộp này thôi là mọi người có thể trở lên cực kỳ là khác luôn. Ai nhận ra các bạn, ai gặp các bạn cũng cực kỳ là thấy các bạn khác luôn. Các bạn mọi người như vậy nhá. Anh tay chia sẻ với em là anh tay chia sẻ nhá và comment nhiệt tình nào. Tiếp tục chơi nha, chơi hết tần này tiền thì mới nghỉ là. Chơi hết tần này tiền luôn mới nghỉ luôn nha. Đó. Rất nhiều người trả lời đúng rồi. Mọi người ủng hộ em đến cuối livestream này nhá. Cuối livestream thì em cũng sẽ công bố xem ai là người được nhận một trong những cái phần quà bên em nhá. Thứ nhất là tăng cân và giảm cân và thứ hai là sữa tắm truyền trắng Queen Lady nhá mọi người nhá. Hai sản phẩm đang rất hot trên thị trường đó ạ. Đây là sữa tắm nhá. Sữa tắm truyền trắng à.
Mọi người tắm một lần thôi là mọi người sẽ thấy da của mọi người sáng lên một chút, là sáng lên một tông. Đó, sau đó thì tắm xong một lọ này là da của mọi người sẽ sáng cực kỳ luôn. Và em cam kết mọi người sẽ trắng lên trông thấy luôn nhá. Đó, nhanh tay chia sẻ giúp mình nhá. Em nhầm, chưa ai trả lời đúng cả. Đang định chúc mừng một bạn nhưng mà không phải. Nhanh tay chia sẻ là ai vào sau là muốn được tặng gì thì comment đó nhá. Phần quà là em đã ghi ở trên bình luận rồi nhá mọi người nhá. Mọi người chia sẻ nhanh tay giúp em nhá. Đó. Càng là một bà mẹ bỉm sữa sau sinh ấy thì dùng sản phẩm này càng tốt nhá. Đó mọi người lưu ý ạ. Em là một bà mẹ sau sinh đây, em dùng sản phẩm này đây nhá. Đó, tất cả ở những cái buổi livestream khác thì em cũng đã cho mọi người xem được, xem cái vòng eo của em rồi nhá. Đó. Hôm nay thì em không cho xem được bởi vì em đang mặc váy nên không cho mọi người xem được. Nhưng ở những cái livestream khác thì em cũng đã cho mọi người xem rồi nhá. Đó, một bà mẹ sau sinh là em vòng eo của em chỉ có 65 thôi. Mà em dùng một hộp tăng cân nhá, mà vòng eo của em vẫn nhỏ nhá mọi người nhá. Đó, nên là mọi người phải cân nhắc thật kỹ là có nên dùng sản phẩm này không nhá. Mọi người đừng tiếc tiền ạ. Mọi người so với tất cả các sản phẩm như là trên 1 triệu hoặc gần 2 triệu cơ, nhưng mà không bao giờ có một cái kết quả như sản phẩm của em đâu ạ. Đó, đây là em nhận được phản hồi từ khách nhá, từ chính trực tiếp khách. Khách đã nói với em như vậy nhá. Đó. Xin chào chị Ảnh Sinh nhá. Chị Ảnh Sinh chia sẻ và comment nhiệt tình cho em nha để có cơ hội nhận quà nhá. Chị Ảnh Sinh muốn nhận sữa tắm hay tăng cân hay giảm cân à? Đó, Duyên Hoàng muốn tặng gì à? Muốn nhận sữa tắm hay là tăng cân hay giảm cân à? Đó. Nhanh tay là xin chào 161 người đang xem, 161 người xem thôi nhưng mà chỉ có khoảng gần chục người tương tác với em thôi à? Không ai comment cho em một chấm để em biết sự xuất hiện của người đó à? Đó, ai muốn được tặng gì thì comment đó thôi, rất là dễ thôi mà. Không, mọi người không phải ngại gì nhá. Không, mọi người không phải ngại gì cả. Đó, mọi người cứ comment phần quà mà mình muốn nhận thôi. Để mọi người sẽ có cơ hội được nhận thôi, không mất gì phải không ạ? Không mất một chút thời gian của mọi người. Đó, mọi người chỉ comment chỉ mất 2 giây thôi. Cũng là phần quà, cũng là một buổi trưa mọi người đang lướt Facebook rồi mà không mất không làm phiền mọi người một chút nào phải không ạ? Chị muốn tăng bao nhiêu cân nhỉ? À, chị Ảnh Sinh muốn tăng bao nhiêu cân nhỉ? Chia sẻ livestream giúp em nha. Đó, 100 gần 200 người xem mà không có ai tương tác gì với em à? Mọi người chỉ cần comment phần quà mình muốn nhận thôi mà. Sữa tắm tăng cân và giảm cân thôi mà, rất là dễ và rất là đơn giản như vậy thôi nhá. À, mọi người sẽ có cơ hội được nhận quà nhá. Em sẽ chọn ngẫu nhiên mà. Tất cả các chị đang xem và tất cả những ai đang comment này đều có cơ hội được nhận một trong những cái phần quà bên em nhá. Đó, rất là dễ chơi cho chúng. Cách một ngày em sẽ livestream những cái buổi như thế này nhá, để em có thể mang đến những cái phần quà cho mọi người là. Đó, cùng chơi vui nè, cùng tương tác với nhau nha và cùng ủng hộ nhau nhá mọi người nhá. Đó, trên cái tinh thần vui vẻ nhá. Đó, mọi người chia sẻ nhanh tay giúp em nào. Chưa ai trả lời đúng cả. Muốn giảm bao nhiêu cân nhỉ? Duyên Hàng muốn giảm bao nhiêu cân nhỉ? Đó, xin chào Huyền Trang là, xin chào Nhật Mai là, chị Nhật Mai muốn tăng cân hay giảm cân hay là muốn sữa tắm nào? Đó, Ảnh Sinh muốn tặng gì là? Phương Thu Lê muốn nhận gì là? Phương Thu Lê muốn tặng tăng cân, muốn tặng giảm cân hay là muốn tặng sữa tắm nào? Đó. Ok, Đan Kim Vũ rồi nha. Ok, tất cả mọi người rồi nha. Thấy Nhật Mai mà, thấy hết tất cả mọi người nhá. Chỉ cần mọi người tương tác mạnh với mình thôi là mọi người đều có cơ hội được hiện lên trên màn hình và nhận những cái phần quà bên mình nhá. 170 người đang xem mà chỉ có gần chục người tương tác với em à? Nhanh tay là. Ok chị nhá. Tất cả các chị comment phần quà mà mình muốn nhận để em có thể khi mà mọi người trả lời đúng thì em sẽ biết được em tặng cái gì cho mọi người nhá. Đó, nhanh tay chia sẻ là một hộp này mọi người sẽ tăng được 2 đến 4 cân nhá. Đó, mọi người lưu ý là mình khi mà mình ví dụ mình 40 cân chẳng hạn, mình tăng chỉ khoảng tăng 43 cân thôi là nhìn mọi người đã rất là khác rồi phải không ạ? Nhìn nó con người nó có hồn hẳn lên. Đó, mọi người phải lưu ý nhá. Đừng để mình gầy quá cũng không đẹp đâu ạ. Có em có thấy chị Đan Kim Vũ mà, chị cứ chia sẻ luôn nhá. Duyên Hoàng thấy Duyên Hoàng nhá, Duyên Hoàng muốn giảm 4 cân à? Một hộp này thôi là giảm được 4 cân rồi nhá. Đó, một hộp này là giảm được 4 cân rồi nhá, cho nên là phải chia sẻ nhanh tay là.
cho nên là phải tham gia mini game thật nhiều nhá để có cơ hội nhận quà nhá. Đó, nhanh tay chia sẻ nhá. Ai tất cả những ai vào sau chỉ cần comment phần quà mà mình muốn nhận thôi nhá. Xin phép chào chị gái lụa đào ạ. Chị muốn được tặng gì nào? Muốn được tặng tăng cân à? Muốn được tặng giảm cân hay là muốn được tặng sữa tắm truyền trắng Queen Lady ạ? Đó, chị chỉ cần comment phần quà mà mình muốn tặng thôi là chị sẽ có cơ hội được nhận quà bên em nhá. Đó, chia sẻ nhanh tay nào. Ai muốn được tặng gì thì comment đó nhá. Chưa ai trả lời đúng cả. Em gợi ý với mọi người là hai số cuối này, hai số này cực kỳ là dễ đoán luôn ạ, dễ đoán hơn nhất trong trong tất cả những cái số tờ tiền nọ còn lại, những cái tờ tiền mà mình đã chơi rồi nhá, dễ đoán cực kỳ luôn. Có khoảng mọi người kia chia sẻ kéo đến 200 người xem thì em sẽ giới hạn hai số cuối cho mọi người nhá. Đó, Nhật Mai ạ. Nhật Mai chưa trả lời đúng. 98 chưa đúng. Đó. Ô thế à? Sao không thấy nhỉ, thằng không lên? Chứ comment thế mà không đúng à? Chia sẻ nhá. Huyền Trang muốn tăng hay giảm cân nào? Muốn tặng sữa tắm hay là gì nhỉ? Lụa đào muốn giảm bao nhiêu cân nhỉ? Hiện tại lụa đào muốn giảm bao nhiêu cân nhỉ? Đó, comment số cân mà mình muốn giảm nhá. Và comment số cân mà mình muốn tăng nhá. Đó. Một hộp này là tăng được từ 2 đến 4 cân hoặc là giảm từ 2 đến 4 cân rồi nha. Đó, nhanh tay à. Mọi người lưu ý là sản phẩm này của em là có hiệu quả và an toàn 100% nhá. Đó, mọi người có thể không cần phải quảng cáo nhiều. Mọi người có thể hỏi tất cả các khách hàng mà họ đã dùng cái sản phẩm này của em nhá. Là mọi người sẽ có được một cái câu trả lời sẽ có được một câu trả lời và đưa ra cho mình được cái lựa chọn chính xác nhất nhá. Tâm Hoàng muốn tăng bao nhiêu cân nhỉ? Xin phép được hỏi Tâm Hoàng muốn tăng bao nhiêu cân à? Mọi người lưu ý là phải comment cái số cân mà mình muốn tăng nhá. Đó, chia sẻ kéo view lên 200 người xem cho em nhá. Kéo view lên hơn 200 người xem cho em nào. Đó, chia sẻ là chỉ có chỉ có sàn sàn ở cái mức 150 người xem thôi là chị Ảnh ơi, em chưa thấy ai trả lời đúng cả. Chị comment chia sẻ. Sao em lại không thấy mọi người nhỉ? Có người comment bảo là comment từ 00 đến 99 à? Tại sao em không thấy ai trả lời đúng cả nhỉ? À, xin phép được chúc mừng lụa đào nhá. Đó, lụa đào đúng rồi nhá. Đây ạ. Đó. Lụa đào chụp ảnh màn hình và chụp ảnh màn hình và inbox cho mình để nhận quà nhá. Đó, một hộp tăng cân như này trị giá 500.000 nhá. Em có thể tăng được từ 2 đến 4 cân hoặc là 2 đến 5 cân tùy cơ địa nhá. Đó, chị cam kết với em là em dùng một hộp này thôi là em có thể tăng được trong cái mức cân như vậy nhá. Đó, một hộp này em sử dụng trong vòng 15 ngày thôi, chỉ với 15 ngày em có thể tăng được một số cân như thế là em có đáng suy nghĩ không? Đó, với tất cả những so với tất cả những cái sản phẩm khác nhá. Đó, là chị sản phẩm của chị nhá, chỉ dưới là giá 500.000 thôi. Có những cái sản phẩm tăng cân của Mỹ, của Úc trên 1 triệu đồng hoặc là gần 2 triệu đồng nhưng mà không có hiệu quả. Đó, đó là cái phản hồi của khách đã nói với chị như vậy nhá. Xin phép chào Diệu Hà nha, thấy tất cả mọi người nhá. Sao tại sao em chỉ thấy lụa đào thôi ạ? Em cũng không biết đâu nhưng mà em thấy lụa đào nhá. Đây ạ. Thấy tất cả mọi người mà, đây ạ. Đó, mọi người tiếp tục, mọi người đừng lẻ nhá. Mọi người đừng lẻ, tiếp tục chơi sang tầng tiền thứ 5 nhá. Tiếp tục chơi sang tầng tiền thứ 6 nhá. Đã có rất nhiều người trúng rồi. Mọi người tiếp tục đừng lẻ nhá. Ai tiếp tục chơi thì comment. Ai muốn tiếp tục chơi thì comment Thảo Dược Cường Anh giúp em nhá. Đó. Nhưng mà mình chỉ thấy lụa đào thôi. Mọi người ơi, dựa vào cái máy chủ của mình nhá. Đó, mọi người tiếp tục săn quà ở tiếp nhá, tiếp những cái tờ tiền tiếp theo nhá. Nhật Mai à, Nhật Mai cố gắng dinh quà nhá. Chia sẻ tăng cân này là tăng cân đều từ trên xuống dưới nhá, đặc biệt là không tích mỡ và không tích nước. Đó, chị là một bà mẹ chị sau sinh nhá, chị dùng một sản phẩm là chị tăng 3 cân nhưng mà vòng eo của chị vẫn như cái lúc mà chị chưa tăng 3 cân. Đó, em phải biết như vậy nhá. Và hiện tại vòng eo của chị là 65. Đó, tăng lên nhưng mà không, vòng eo của mình không to nhá. Đó, mọi người tăng là tăng từ trên xuống dưới nhá, tăng đều luôn nhá, không tích mỡ, không tích nước nhá. Dừng thuốc không dùng nữa thì vẫn giữ mức cân như vậy nhá. Đó, nên là mọi người lưu ý nhá. Theo máy chủ nhá mọi người nhá.
theo máy chủ của mình nhá, mình cũng không biết đâu ạ. Đó, mọi người ai có thấy Phạm Lan Anh nhá, ai muốn được chơi tiếp thì comment Thảo Dược Cường Anh giúp em ạ. Comment Thảo Dược Cường Anh giúp em nhá. Đó, Phạm Lan Anh muốn nó giảm cân à? Phạm Lan Anh muốn giảm bao nhiêu cân nhỉ? Mà mọi người lưu ý là muốn giảm cân hay tăng cân thì comment cái số cân mà mình muốn giảm và tăng giúp em nhá, để em có thể tư vấn nào. Đó, một phút cho mọi người, một phút cho mọi người comment Thảo Dược Cường Anh nhá. Comment Thảo Dược Cường Anh tiếp tục chơi game nhá mọi người nhá. Không đâu, mọi người lưu ý là không thôi nhá. Chị em cho chị hỏi là em Trần Thị Vui nhá, em cho chị hỏi là em là một người gầy thâm niên hay là em mới gầy thôi nhá, hay là em là một bạn mẹ bỉm sữa sau sinh mà gầy nhá, thì comment rõ cái tình hình cụ thể như vậy nhá, để chị có thể tư vấn nhá. Một hộp này là có thể giảm được từ 2 đến 4 cân rồi. Nếu như muốn giảm từ 3 đến 7 cân thì có thể dùng 2 hộp là có thể giảm được nhá. Chỉ cần dùng 2 hộp thôi là sẽ giảm được số cân như vậy nhá. Đó, một hộp này chỉ giá trên 500 nghìn. Đó, mua 2 hộp chỉ còn 950 nghìn thôi. Đó, mọi người mua ở livestream này, mọi người sẽ được free ship nhá. Nếu không cuối livestream mà kết thúc livestream này mà đặt hàng thì sẽ không được free ship đâu nhá mọi người nhá. Tất cả các đơn ship tỉnh, ship xa hay ship gần nhá thì sẽ đều được free nhá mọi người nhá. Đó, về cái phần giá của nó thì em không giảm được, bởi vì một cái điều như này là sản phẩm này là giá limit của công ty là như vậy nhá. Nếu như mà mình mà bán thấp giá hơn thì sẽ bị công ty trục xuất ra khỏi công ty luôn và không được tiếp tục bán sản phẩm này nữa. Đó, nên là mọi người và em sẽ xem là ai sẽ được nhận một trong những cái phần quà bên em nhá. Ai mà muốn chơi mini game nữa thì comment Thảo Dược Dược Cường Anh giúp em nào. Đó, Trần Minh Xuân Phúc muốn giảm 5 cân à. Một hộp này sẽ giảm từ 2 đến 4 cân hoặc 2 đến 5 cân tùy cơ địa rồi nhá. Đó, chỉ cần dùng một liệu trình này thôi sẽ có cơ hội được giảm số cân như vậy nhá. Tâm Hoàng muốn tăng 4 cân à. Một tăng 4 cân, dinh luôn một em này về luôn nhá. Dinh luôn một em này về là sẽ tăng được 4 cân nhá. Đó. À, nếu như với cơ địa gầy lâu năm như vậy nhá, gặp sản phẩm này của bên chị nhá, ok hết. Đó, tại vì là chủ yếu sản phẩm này bán cho những cái người mà ăn không béo. Đó, ăn không béo, mình đã ăn không béo rồi thì chắc chắn trong cơ thể mình sẽ có một cái, gặp một cái vấn đề gì đó. Vì vậy nên là mình mà dùng sản phẩm này nhá. Đó, thuốc sẽ làm cho đào thải các chất độc từ gan ra nhá, giúp cho tăng cường mình ăn ngon ngủ sâu hơn, từ đó dễ lên cân nhá. Đó. Mọi người dành một phút cho mọi người comment Thảo Dược Cường Anh để mọi người có thể chơi chơi tiếp nhá. Đó, để có thể dành một phút, hai phút chẳng hạn để tư vấn cho những cái ai mà muốn tăng cân và muốn giảm cân nào. Nhanh tay nào, chia sẻ kéo 200 người xem nhá. Đó, ai muốn tăng mấy cân, tăng 4 cân, tăng 5 cân hay là ai muốn giảm bao nhiêu cân đấy thì comment số cân mà mình muốn tăng và giảm nhá. Đó, comment Thảo Dược Cường Anh nào. Mọi người comment Thảo Dược Cường Anh nhá, để có thể chơi tiếp tục chơi mini game nhá. Đó, tiếp tục chơi mini game nào. Mọi người lưu ý là phải ấn follow Facebook Nguyễn Thị Phơi Thúy nhá. Muốn tăng 4 cân à? Muốn tăng 4 cân một hộp này thôi là có thể tăng được 4 cân rồi nhá. Đấy, Trần Thị Vui ạ. Trần Thị Vui ở đâu nhỉ? Một hộp này sẽ tăng được 4 cân rồi nhá, cam kết với mọi người như vậy nhá. Đó. Bản thân chị dùng một hộp này chị tăng 3 cân rồi mà chị dừng, chị không dùng nữa nhá. Mà trong khoảng 6 tháng rồi mà chị vẫn giữ được được số cân như vậy nhá mọi người nhá. Đó. Tăng 4 cân, chỉ cần dùng một hộp này có thể tăng được 4 cân rồi nhá mọi người nhá. Đó, tiếp tục chơi mini game nhá mọi người ơi. Tiếp tục nhá. Đó, đây ạ. Nhanh tay nào. Nhanh tay chia sẻ nào. Đây ạ. Tiếp tục đoán hai số cuối tờ tiền này nhá. Dạ vâng ạ. Chị đang kim mũ, chị biết ạ. Chị biết em à. Đây ạ. Mọi người tiếp tục chơi hai số cuối tờ tiền này nhá. Đó. Tiếp tục đoán nào. Phạm Lan Anh nhanh tay để có cơ hội được nhận một hộp tăng cân và một hộp giảm cân nhá. Mọi người đừng quên một phần quà rất hấp dẫn là sữa tắm truyền trắng Quy Lady, mọi người có thể có cơ hội được nhận nhá. Đó, hai dùng hai em này là trông khác hẳn luôn nha. Mọi người sẽ biến hóa một cách thần kỳ luôn trong vòng một tháng.
Mọi người vừa trắng lên nào, vừa có thể cải thiện vóc dáng một cách nhanh chóng nha. Chắc chắn là Trần Thị Vui nha. Chị bán nhiều rồi, bán cho 100 người thì 99 người tăng, còn một người còn lại tại sao không tăng? Tại vì người đó không uống đều thuốc. Không uống đều thuốc thì sẽ không bao giờ được tăng được số cân như vậy nhá. Đó, phải làm theo đúng các cái bước mà người bán hàng yêu cầu nhá, thì mình mới có cơ hội để cái thuốc nó đạt được hiệu quả cao nhất nhá. Đó. Không bao giờ nhá. Sản phẩm này không có một cái chỉ định nào là chỉ tăng bụng, chỉ tăng tay hoặc chỉ tăng mặt. Đó, đối với cơ địa của em, ví dụ như từ trước đến nay em béo là em hay béo mặt, hoặc là từ trước đến nay em béo là em hay béo chân, thì kể cả em ăn một cách bình thường nó lên nó vẫn cứ béo những cái phần như vậy nhá. Đó, nếu như em uống thuốc cũng vậy thôi, chứ không, sản phẩm này không phải là tăng bất cứ một cái cơ thể, một cái bộ phận nào trên cơ thể nhá. Đó, tăng là tăng đều luôn nhá. Như chị đã nói rồi là sản phẩm này không trực tiếp làm mình tăng cân, nên là nó không ảnh hưởng gì đến bất cứ một cái gì đó trên cơ thể mình. Nó chỉ gián tiếp thôi, gián tiếp là làm cơ thể mình lên cân thôi nhá, chứ không trực tiếp nhá. Vì vậy nên là đừng đừng sợ cái vấn đề là tăng một chỗ hay là không tăng nhiều nhá. Đó, anh tay nhở. Hai số cuối này rất dễ bán nhá mọi người nhá. Anh tay là. Vâng, em lấy em chị Thủy nhá, chị đang kim vua rồi. Đó. Chị tiếp tục chơi mini game nhá. Đừng quên hai sản phẩm là mọi người có thể nhận được là rất là hấp dẫn thôi nhá. Một hộp này trị giá 270.000 và một hộp này trị giá 500.000 thôi nhá. Hai sản phẩm này mọi người có thể nhận được nhá. Đó, rất là hấp dẫn phải không ạ? Mọi người nhanh tay comment nào. Đó, xin phép chào chị gái Phạm Ngọc Ánh nào. Xin phép chào bé Chảy nha, tất cả những các chị vào sau nha, đọc kỹ luật chơi nha mới được chơi nha. Trần Thị Vui nhá, nếu mà muốn mua hàng thì để lại số điện thoại hoặc là inbox cho chị nhá, chị gửi hàng cho nhá. Đó, yên tâm 100% nhá, mua hàng trên livestream này mới được free ship nhá, lưu ý như vậy nhá. Nếu như mà cuối livestream là kết thúc rồi nhá thì mình sẽ không free ship đâu. Đó. Chị cam kết là tăng mà. Bán cho nhiều người rồi, 100 người, 99 người tăng rồi nhá. Không ai là không tăng cả. Đó. Trần Thị Vui ơi. Trần Thị Vui có thể Trần Thị Vui muốn mua hàng thì để lại số điện thoại ngay tại livestream này cho mình nhá, để mình gọi điện mình tư vấn luôn nhá. Để mình có thể biết là ai là người mua hàng ở livestream để mình có thể dành cho họ những cái ưu đãi nhất định nhá. Đó, mọi người đừng quên là mọi người sẽ được nhận hai phần quà là cực kỳ là hấp dẫn nhá. Đó, một sữa tắm và một tăng cân hoặc một giảm cân nhá. Ai vào sau thì comment mà số cân mà mình muốn tăng hoặc là số cân mình muốn giảm giúp em nhá, để có cơ hội được nhận quà nhá. Comment nào, comment nhanh tay nhá. Đó, hôm nay chơi hết số tiền này mới nghỉ nào. Chơi hết tần này tiền mới nghỉ nha mọi người nha. Đó, chơi hết tần này tiền mới nghỉ. Nên là mọi người cứ chơi thoải mái, tiệt gai. Chia sẻ, kéo 200 người xem giúp em nào. Kéo 200 người xem giúp em nha. Có khoảng, mọi người liền nhớ là ấn follow Facebook Nguyễn Thị Phương Thúy giúp em nhá. Thì mọi người có thể cập nhật những cái thông tin về những cái buổi livestream của em nhá. Thường thường thì cách một ngày em sẽ livestream một lần nào. Khoảng 12, đúng 12 giờ em sẽ livestream nhá. Đó, đúng 12 giờ. Hôm nay thì chậm mấy phút thôi, nhưng mà bình thường em chỉ chậm cùng lắm là 5 phút thôi. Đó, mọi người để mọi người có thể có cơ hội được nhận quà bên em nhá. Sao lại cuối tháng mới lấy được nhỉ? Lý do. Chỉ cần mọi người cứ đặt ở trên livestream này là mọi người sẽ được free ship nhá. Đó, ở đâu cũng vậy, xa hay gần đều được free ship nhá. Đó, chỉ cần đặt thôi, khi nào lấy thì lấy nhá. Đó, mọi người vào sau chia sẻ livestream này giúp mình nhá. Nếu mà ai vào chơi mini game này nhá, mọi người lưu ý là phải đọc luật chơi nhá. Trò chơi nào cũng có luật nha, nếu như mà phạm luật thì sẽ không được tính, không được phép chơi tiếp nha, và không được tính kết quả. Đó,
Mọi người đừng quên là hai phần quà mọi người sẽ nhận được rất là hấp dẫn này ạ. Một hộp tăng cân và hộp giảm cân và một sữa tắm truyền trắng Queen Lady nhá. Rồi ạ. Hôm nay thì em quên em không cầm cái lọ sữa tắm mà em đang dùng dở lên cho mọi người xem. Cái chất sữa của nó là có màu vàng vàng chanh ấy. Có màu vàng chanh mà mùi thơm của nó rất là thơm. Mỗi lần em livestream xong em test lên tay ấy. Và đến tối em chưa tắm thì em vẫn ngửi thấy mùi cực kỳ thơm luôn ấy. Độ lưu hương lên đến 10 tiếng mà mọi người ạ. Đó, nhanh tay chia sẻ giúp em nào. Nếu mà ship ở Thường Tín thì không mất ship đâu. Tại vì là chị nhờ... nếu mà ship Thường Tín thì khoảng mất khoảng 2 đến 30 ship là mình là cùng thôi. Còn bình thường thì không mất ship, tại vì là chị nhờ chồng chị đi qua đó ấy, thì chồng chị gửi cho em luôn nhá. Đó, em chỉ cần để lại số điện thoại thôi, chị sẽ chốt đơn cho em nhá. Luật chơi là tất cả những cái gì mình đã ghi ở trên bình luận rồi đọc lại thôi. Chia sẻ 2 lần trên trang cá nhân ở chế độ công khai và 5 lần trên các hội nhóm, ấn follow xem trước Nguyễn Thị Phương Thúy nhá. Đó, thế thôi, luật chơi rất là đơn giản. Comment phần quà mà mình muốn nhận và hai số cuối tờ tiền nếu trúng thì sẽ được tặng quà. Rất đơn giản, dễ chơi, dễ trúng phải không? Nhanh tay nào. Có ai có tất cả 200 người đang xem mà chỉ có gần 10 người tương tác với em là sao ạ? Ai muốn được tặng quà gì thì cứ comment thôi. Rất là dễ thôi mà, mọi người tại sao mọi người phải ngại à? Mọi người đang ngại cái gì à? Hay là mọi người không muốn được nhận quà của em ạ? Đó, mọi người chỉ cần comment phần quà mình muốn nhận thôi. Em sẽ chọn ngẫu nhiên mà, chọn ngẫu nhiên một trong số tất cả mọi người để tặng quà nhá. Đó. Mọi người đừng ngại nhá. Ai muốn được tặng gì thì comment đó thôi nhá. Rất là dễ chơi thôi mà, dễ chơi dễ trúng. Chỉ có mọi người vào đây xem livestream của em nhá, chia sẻ nhiệt tình thôi nhá, ủng hộ em nhá. Ở những cái buổi livestream trước thì có rất nhiều người như kiểu là cũng trúng ấy, nhưng mà em sau khi em kiểm tra tường lại không thấy chia sẻ livestream của em nhá. Mọi người lưu ý là cái bước mà mọi người chia sẻ livestream này ở trên trang cá nhân của mọi người là bước bắt buộc nhá. Nếu như mà mọi người không chia sẻ thì lập tức hủy kết quả đó. Mọi người comment cho em nhá. Mà trúng thì chụp ảnh màn hình inbox cho em nhá. Ok, Trần Thị Vui nhá. Trần Thị Vui để lại số điện thoại. Đó, Trần Thị Vui để lại số điện thoại nhá. Cuối tháng này nhá, hôm nay là bao nhiêu nhỉ? Hôm nay là đầu tháng. Hôm nay là đầu tháng Trần Thị Vui ạ. Trần Thị Vui hiện tận 1 tháng cơ à? Hơi lâu nhỉ? Hay là hẹn ai cứ ship đến nhà. Thế thôi, cứ ship đến nhà thì nhận thôi. Đó. Sau này mình có, cuối tháng mình về mình lấy cũng được. Chị đợi lâu để hàng lâu quá. Đây ạ, một hộp tăng cân này mọi người có thể tăng được từ 2 đến 4 cân rồi nhá. Giảm được từ 2 đến 4 cân. Ai muốn được tặng gì thì comment đó nào. 160 người ơi, 160 người đang xem ơi, comment phần quà mình muốn nhận đi nào. Rất là dễ chơi, đơn giản như này mà không ai muốn được nhận quà à? Hay là tất cả ở đây đều đẹp rồi à? Tất cả ở đây đều trắng, đều xinh rồi à? Đó. À, cuối tháng lịch âm à? Cuối tháng lịch âm à? Ok nhá. Ok, Trần Thị Vui rồi nhá. Cho chị địa chỉ cụ thể. Thôi, chỉ cần cho số điện thoại thôi, chị sẽ gọi điện chốt đơn sau nhá. Đó. Mọi người 181 người đang xem ơi, tất cả ở đây 200 người đang xem ơi, tất cả ở đây đều xinh rồi à? Mọi người trả lời em ạ, tất cả ở đây đều xinh, đều trắng, đều có vóc dáng ngon lành rồi à? À, mà không ai muốn được nhận phần quà bên em hả? Chia sẻ và chia sẻ để có cơ hội nhận quà nhá. Comment phần quà mình muốn nhận thôi nào. Comment phần quà mình muốn nhận thôi nhá. Lụa đào gần đúng rồi nhá, gần dinh được một phần quà tiếp rồi nhá. Đó, xin phép chào Linh Nguyễn nhá. Ok, Đen Kim Vũ nha. Chỉ cần chia sẻ và comment ủng hộ em nhiệt tình thôi thì mọi người sẽ có cơ hội được nhận một trong hai phần quà này bên em nha. Đó. Ok, Trần Thị Vui nha. Đó, mọi người nhanh tay chia sẻ là kéo 200 lượt view giúp em nha. Tất cả ở đây đã có ai muốn, có ai da đen trai, đen lì, đen sạm muốn được trắng xinh trong vòng 1 tháng không ạ? Đây ạ. Đây chính là một sản phẩm đây ạ, Nữ Hoàng Thần Thánh giúp các bạn có thể cải thiện làn da. Đây ạ, mọi người nhìn thấy gì không?
sữa tắm truyền trắng Queen Lady nhá. Giá niêm yết là 270. Đó. Mọi người chỉ cần comment sữa tắm thôi là mọi người sẽ được nhận một hộp này nhá. Trị giá 270.000 đồng nha mọi người nha. Đó. Mọi người ai muốn được tặng gì thì comment đó nhá. Mọi người tại sao mọi người không 190 người xem mà không có ai muốn được nhận quà? Không có ai muốn được nhận quà bên em à? Comment nhanh tay à? Comment số cân mà mình muốn tăng và số cân mình muốn giảm giúp em nhá. Đó, xin phép chào Titi nhá. Chào tất cả mọi người nào. Tất cả 140 người, 180 người đang xem đây nhá. Có ai muốn được nhận quà không ạ? Tất cả các chị có ai muốn được nhận quà không nhỉ? Comment phần quà mình muốn nhận giúp em nào. Để em chốt đơn nhá. Anh tay chia sẻ nào. Hôm nay chơi lâu lâu một chút nha mọi người nha. Xin phép chào Nguyễn Hà Khánh Vân nha. Mọi người chia sẻ để có nhiều những cái người mới chơi tiếp nào. Đó. Ok, Đen Kim Vũ rồi nha. Đen Kim Vũ rồi nha, ok rồi nha. Đó. Ai muốn được tặng gì thì đó, ai muốn được tặng gì thì comment phần quà mình muốn nhận thôi. Rất là dễ thôi mọi người. Hơn gần 200 người xem ở đây, tất cả mọi người đều xinh, đều đẹp rồi à, đều có một vóc dáng ngon lành rồi à? Không ai muốn được nhận quà của em mà không ạ? Có ai muốn được nhận quà comment có giúp em nhá, comment phần quà mình muốn nhận giúp mình nhá. Thứ nhất là sữa tắm, thứ hai là tăng cân và giảm cân ạ. À. Đó, comment giúp em ạ. Để có cơ hội nhận quà à, chia sẻ giúp em ạ. Nguyễn Mai Hương muốn nhận gì? Muốn nhận tăng cân hay muốn nhận giảm cân hay muốn nhận sữa tắm nào? Phải comment phần quà rõ ra phần quà mình muốn nhận là gì nhá. Để khi làm mà trả lời đúng thì mình còn gửi quà cho người đó nha. Đó. Titi muốn tăng bao nhiêu cân nào? Titi muốn tăng bao nhiêu cân nhỉ? Ok Nguyễn Hà Khánh Vân nhá. Đó, mọi người chỉ cần comment một comment là mọi người muốn nhận gì thôi. Anh em sẽ đọc được comment của mọi người và khi mà mọi người trả lời đúng thì em sẽ biết được là em tặng mọi người phần quà gì nhá. Đó, ok nhá, giảm cân à. Nguyễn Mai Hương muốn giảm bao nhiêu cân nhỉ? Trang xin phép chào Trang Tu Ti nhá. Trang Tu Ti muốn nhận gì không? Muốn nhận tăng cân, giảm cân hay sữa tắm không nhỉ? Muốn được tặng gì không nhỉ? Đây ạ. À, muốn được tặng gì thì thấy Gia Tuệ mà nhá. Thấy Gia Tuệ nhá. Thấy tất cả mọi người nhá, chỉ cần mọi người tương tác mạnh với Facebook này của em thôi là mọi người sẽ có cơ hội được nhận quà hết nhá. Đó, chơi lâu lâu một chút nha mọi người nhá. Tôi khoảng chơi đến khoảng 1:30 đi. Anh tay chia sẻ giúp em nhá. Đó, ai muốn được nhận cái gì thì ai muốn được nhận phần quà nào thì comment phần quà đó giúp em nhá. Rất là dễ thôi mà chưa ai trả lời đúng à? Chưa ai trả lời đúng à mọi người? Ok Trần Minh Xuân Phúc nhá. Đó. Ok Titi nhá, cảm ơn mọi người nhá. Cảm ơn tất cả mọi người nào. Mọi người vào sau chia sẻ livestream nhá. Khi mà mọi người ai mà trả lời đúng thì em sẽ kiểm tra tường của người đó nếu như mà người đó chưa chia sẻ nhá. Mọi người lưu ý là cái bước mà chia sẻ trên trang cá nhân là bước bắt buộc. Nếu như mà em vào kiểm tra mọi người không thấy là em lập tức hủy kết quả luôn nhá. Đó. Mọi người muốn tăng bao nhiêu cân, muốn giảm bao nhiêu cân thì comment ngay tại đây nhá. Gần 200 người xem. Có ai muốn được tặng sữa tắm, có ai muốn được tặng tăng cân và giảm cân không ạ? Comment giúp em nhá. Comment phần quà mọi người muốn nhận giúp em nào. Đó, em sẽ chọn ngẫu nhiên mà ai cũng có cơ hội được nhận quà nhá. Mọi người chỉ cần theo dõi Facebook của em để cập nhật những cái thông tin ở những cái buổi livestream của em đó, để mọi người từ đó mọi người dinh những cái phần quà cho riêng mình nhá. Đó, nhanh tay nhá. Có bán nhá. Chị bán tăng cân mà. Vừa bán vừa tặng luôn à. Đó. Em tham gia mini game này em sẽ có cơ hội được nhận tăng cân nhá. Sẽ có cơ hội được nhận tăng cân nhá. Đó. Vi Tuyền ơi, Vi Tuyền còn đó không nhỉ? Em muốn tăng bao nhiêu cân nhỉ? Muốn tăng bao nhiêu cân nhỉ? Đó. Em muốn tăng bao nhiêu cân thì comment giúp mình nhá. Xin chúc mừng Lan Hương nhá. Đó, Lan Hương trả lời đúng nhá. Lan Hương được nhận một phần quà. Đó, xin chúc mừng Lan Hương. Lan Hương còn ở đó không? Chụp ảnh màn hình và inbox cho mình để nhận quà nhá. Lưu ý là chụp ảnh cái số mà mọi người comment đi nhá, để mình có thể biết là mọi người trúng những cái gì nhá.
trúng số nào hay như nào đó nhá. Lan Hương còn ở đó không nhở? Vi Tuyền ơi, tư vấn mọi người ơi, trong dành một phút để mọi người có tiếp tục chơi mini game không ạ? Muốn thì comment một phút cho mọi người comment thảo dược cường anh giúp em nhá. Một phút comment thảo dược cường anh nhá. Đó, Lan Hương còn ở đó không? Lan Hương chụp ảnh màn hình cho mình nhỉ. 5 đến 7 cân là một hộp này nhá. Đã tăng được từ 2 đến 4 cân rồi nhá Vi Tuyền nhá. Nếu như muốn tăng số cân như vậy em chỉ cần dùng hai hộp này là em được tăng được số cân như vậy nhá. Cam kết 100% sẽ tăng nhá. Đó. Mọi người ơi, mọi người lưu ý là chia sẻ và mua hàng trên livestream này sẽ được free ship nhá. Nếu như tất cả những cái nơi như kiểu ship xa, ship tỉnh đó là phải đến 3 đến 40 nghìn một lượt ship cơ ạ. Nên là mọi người nếu mua hàng trên livestream này là mọi người sẽ được free ship nhá, em sẽ free cho tất cả mọi người nhá. Đó, nếu như mà kết thúc livestream này mà đặt hàng thì sẽ không được free ship đâu ạ. Nhanh tay nhá. Lan Hương còn ở đó không nhỉ? Mọi người nhá, một phút để tiếp tục chơi mini game cho tất cả những mọi người nhá. Comment thảo dược cường anh giúp em nào để chơi tiếp tục chơi mini game nào. Comment thảo dược cường anh giúp em nhá. Thảo dược cường anh nhá. Đó. Lan Hương chụp ảnh màn hình, chụp ảnh cái số 95 nhá. Inbox cho mình để có thể nhận quà nhá. Mọi người tiếp tục muốn tiếp tục chơi mini game không? Comment thảo dược cường anh giúp em. Comment thảo dược cường anh giúp em nha để tiếp tục chơi mini game nhá. Nào, tiếp tục là một phút dành cho mọi người comment thảo dược cường anh nào. Mọi người chỉ cần comment thảo dược cường anh thôi, em sẽ chọn ngẫu nhiên tất cả mọi người nhá để tặng quà cho mọi người nào. Đó. Ok Vi Tuyền nhá. Ok, cảm ơn Vi Tuyền nhá. Lan Hương lập tức hủy kết quả của Lan Hương nhá. Hủy kết quả của Lan Hương, Lan Hương đã không chia sẻ trên tường nhá. Đó, Lan Hương không chia sẻ trên tường nhá. Đó, lập tức hủy kết quả của Lan Hương nhá. Tiếp tục nhá. Một hộp này sẽ tăng được từ 2 đến 4 cân. Đó, tùy cơ địa mỗi người. Và một hộp này giá 500 nghìn nhá. Mua hai hộp chỉ còn 950 nghìn thôi nhá. Đó, một hộp này sẽ một hộp này uống trong vòng 15 ngày thôi là tăng được 2 đến 4 cân rồi nhá. Mọi người nhận được hàng, mở hàng ra sẽ có 15 gói như này nhá. Mỗi ngày chỉ dành 1 phút thôi. Uống thôi là mọi người sẽ có được, sẽ tăng được từ 2 đến 4 cân nhá. Đó, mọi người tiếp tục nhá. Comment thảo dược cường anh giúp em để tiếp tục chơi mini game nào. Comment thảo dược cường anh nhá. Đó, Lan Hương lập tiếp tục cho sang một tờ tiền tiếp theo nhá. Đó. Lan La ơi, Lan La muốn tăng hay giảm nào? Muốn tăng bao nhiêu cân và muốn giảm bao nhiêu cân thì comment nhá. Đó. Ok nhá. Mọi người chia sẻ cho mình nhá. Tiếp tục cho sang một tờ tiền tiếp theo nhá. Đó. Trên gần 200 người xem mà chỉ có mấy người muốn được nhận quà thôi à? Tất cả mọi người đều có xinh đẹp rồi ạ, đều trắng trẻo xinh đẹp rồi ạ. Có ai muốn được nhận quà không? Muốn thì comment phần quà mình muốn nhận giúp em nhá, để em có thể tặng quà cho mọi người nhá. Để em có thể gửi cho mọi người những cái phần quà mà em đã ghi trên bình luận nhá. Đó, mọi người comment thảo dược cường anh giúp em để tiếp tục chơi mini game nào. Mọi người đừng quên là mọi người một phần quà rất là hấp dẫn mọi người có thể nhận được là sữa tắm truyền trắng Queen Lady nhá mọi người ơi, đây ạ. Đó, sữa tắm truyền trắng Queen Lady nhá. Về công dụng của nó thì em cũng đã test ở những cái video trước rồi. Mọi người có thể vào tường em và kéo lên là có video mà em test trên tính chính thực tiếp tay của em rồi nhá. Đó, tắm lên là sáng là một tông luôn. Ok, tiếp tục cho sang phần quà tiếp theo nhá. À, cho sang tờ tiền tiếp theo nhá. Đây ạ, tiếp tục comment hai số cuối của tờ tiền này nào. Tiếp tục nha mọi người ơi. Gần 200 người xem mà chỉ có mấy người tương tác với mình thôi à? Mọi người phải tương tác mạnh nên mọi người mới có cơ hội nhận quà chứ ạ? Vi Tuyền ơi, chốt luôn ở trên livestream này nhá. Mua hàng để lại số điện thoại giúp chị nhá. Chị sẽ gọi hiện chốt đơn nhá. Đó. Vi Tuyền để lại cho chị xin số điện thoại để chị gọi điện chốt đơn nhá. Vi Tuyền ở đâu nhỉ? Vi Tuyền, nếu như Vi Tuyền muốn để lại mua hàng thì để lại số điện thoại giúp mình nhá. Mọi người dừng lại nhá. Em lấy nhầm tiền.
Chơi sang sờ tờ sơ chơi sang tờ khác nhá. Đấy ạ. Em lấy nhầm sang cái tệp vừa lấy chơi. Để riêng ra rồi mà vẫn quên. Chơi sang tờ này nhá. Đây ạ. Đó, mọi người tiếp tục chơi tờ này nhá. Có mình hai số cuối tờ tiền này nào. Nè nè, muốn tăng bao nhiêu cân nhá? Vi Tuyền ơi, Vi Tuyền muốn mua hàng thì cho mình số điện thoại nhá. Ok, Vi Tuyền rồi nhá. Mọi người lưu ý là phải chia sẻ trên trang cá nhân nhá. Chia sẻ trên trang cá nhân là một điều kiện bắt buộc để tham gia mini game nhá. Mình bắt đầu mình kiểm tra, nếu như mà ai mà chưa chưa trả lời đúng thì sẽ ai mà chưa chia sẻ thì sẽ không được tham gia mini game rồi nhá. Ok, Vi Tuyền rồi nhá. Tiếp tục tham gia mini game và ủng hộ mình nhá. Vi Tuyền lấy hai hộp tăng cân à? Hai hộp tăng cân hay hai hộp giảm cân nhỉ? À, hai hộp tăng cân phải không ạ? Rồi ok nhá. Mọi người vào sau chia sẻ kéo lượt view giúp mình nhá. Mọi người tiếp tục chơi ham số cuối của tờ tiền này nào. Ok rồi nhá, Vi Vi Tiền ơi. Cảm ơn Vi Tiền nhá. Vi Tiền mua hai hộp tăng cân đúng không? Mua hai hộp tăng cân đúng không Vi Tuyền? Đây ạ. Comment nhiệt tình giúp mình nào. Mọi người ơi, nếu mà ai mà muốn tặng tăng cân hoặc giảm cân thì comment số cân mà mình muốn tăng hoặc số cân mình muốn giảm nhá. Ai muốn tặng sữa tắm thì comment sữa tắm giúp em nào. Tất cả mọi người ở đây đều có cơ hội được nhận quà nhá. Tất cả mọi người ở đây đều có cơ hội được nhận quà nhá mọi người nhá. Đó. Độ khoảng 1 rưỡi thì mình mới kết thúc live stream nhá. Xin cảm ơn Đặng Thị, xin chào Đặng Thị Kim Liên nhá. Đó. Khoảng chơi đến 1 rưỡi nhá mọi người nhá. Khoảng cách 1 ngày thì em sẽ lại cách 1 ngày thì em sẽ lại tiếp tục tổ chức mini game này để cho mọi người có thể nhận quà nhá. Vi Tuyền ơi, chị đã free ship cho em rồi. Phí ship từ Hà Nội đến Quảng Ngãi cũng phải mất đến 30-40 nghìn cơ. Nên là chị không tặng thẻ được nữa đâu nhá. Đó, chị đã free ship rồi nhá. Đó, nên là không tặng thẻ được nữa nhá. Em tiếp tục ủng hộ livestream cho chị nào. Chia sẻ livestream nhá. Mọi người chỉ cần bỏ ra 2 giây chia sẻ thôi là sẽ được nhận quà nhá. Thấy Nana nhá. Nana vừa nãy muốn tăng hay giảm cân nhỉ? Quên mất rồi. Muốn tăng bao nhiêu cân và giảm bao nhiêu cân thì comment nhá. Và đừng quên là mọi người có cơ hội sẽ được nhận một hộp này nhá. Cuối livestream sẽ công bố ai là người được nhận quà nhá. Đó. Chưa ai đúng cả. Hai số cuối của tờ tiền này rất dễ thôi ạ. Đó. Thực sự là mọi người chỉ cần lướt qua Facebook của em là mọi người sẽ xem được như nào, công dụng và cái độ hot của hai sản phẩm này thôi. Là mọi người sẽ biết được. Em không cần phải quảng cáo nhiều đâu ạ. Đó, mọi người nhanh tay chia sẻ giúp em nhá. Chưa ai trả lời đúng cả. Dễ như này mà chưa ai trả lời đúng à? Tiếc quá. Mua sản phẩm ở trên livestream này sẽ được free ship nha mọi người nhá. Mọi người nhanh tay nào, chơi khoảng 10 phút nữa là nghỉ nhá. Hôm nay chơi hơi lâu, chơi 1 tiếng rưỡi rồi. Ngày kia bắt đầu tiếp tục chơi để tặng nhá. Đó. Comment mà phần quà mình muốn nhận thôi nhá. Xin chào 214 người đang xem nhá. 214 người đang xem mà không có ai muốn được tặng quà à? Chỉ cần comment tặng quà, comment phần quà mình muốn nhận thôi. Sữa tắm tăng cân và giảm cân thôi là mọi người sẽ được nhận quà nhá. Rất nhiều người chơi, rất nhiều đáp án và rất nhiều con số nhá. Ai cũng sẽ có người đúng thôi. Độ khoảng trên 200 người xem đi. Tiếp tục chia sẻ trên 200 người xem, mình sẽ bắt đầu gợi ý nhá. Đó, gợi ý cho mọi người là mọi người vào sau nhá, đừng quên là comment phần quà mình muốn nhận nhá. Em nhắc đi nhắc lại đó.
Phải có một phần quà mình muốn nhận thì khi mọi người trả lời đúng thì em mới biết đường em tặng quà cho mọi người nhá. Đó, mọi người phải comment nhá. Có một phần quà mình muốn nhận nhá mọi người ơi. Mọi người phải chia sẻ nữa nhá, chia sẻ. Livestream giúp mình nào. Em vẫn xem từng comment của mọi người hiện lên, từng đáp án của mọi người hiện lên nhá, để chắc chắn là không bị sót một comment nào cả. Đó. Đặng Thị Kim Liên muốn tăng bao nhiêu cân nhỉ? Đặng Thị Kim Liên muốn tăng bao nhiêu cân nhỉ? Xin chào Tạ Thị My nào. Đó, chị vào sau chia sẻ livestream này giúp em nhá. Qua comment phần quà mình muốn nhận nào. Tạ Thị My muốn nhận tăng cân, giảm cân hay là muốn tặng sữa tắm nào? Đó, Đặng Thị Kim Liên muốn tăng bao nhiêu cân nhỉ? Mọi người lưu ý là phải comment số cân mà mình muốn tăng và số cân mình muốn giảm giúp em nhá. Thì em mới biết được, nghe em tư vấn cho mọi người nhá. À, ok, tại Thị My nhá. Mọi người sẽ có cơ hội nhận một trong ba phần quà nhá. Đừng quên phần quà rất hấp dẫn và có thể dùng luôn là nó là thẻ nhá mọi người nhá. Đó, độ khoảng 6 phút nữa nhá. Đúng 6 phút nữa em sẽ bắt đầu kết thúc livestream nha mọi người nhá. Mọi người cố gắng dinh quà và ủng hộ em ở những cái phút cuối cùng nha mọi người nhá. Đó, độ khoảng 5-6 phút nữa thôi em sẽ kết thúc livestream nha. Đó, còn ai thắc mắc gì hay là muốn mà mua sản phẩm thì nhanh tay comment để em trả lời luôn và tư vấn luôn nhá. Kết thúc livestream này mọi người sẽ không được nhận được những cái ưu đãi từ bên em đâu ạ. Nên là mọi người nếu như mà ai muốn thắc mắc gì hay là muốn mua thì comment luôn nhá, nhanh tay comment luôn giúp em nhá. Đó, đây ạ, đây là hai sản phẩm nhá. Đó, độ khoảng ngày kia em sẽ tiếp tục lên để cho tặng quà cho mọi người nhá. Đó, nhanh tay chia sẻ nào. Chia sẻ và ủng hộ em ở những phút giây cuối cùng nào mọi người ơi. Nhanh tay nhá. Đó, trên gần 200 người xem mà chỉ có gần chục người tương tác với em. Tại sao mọi người không muốn được tặng quà à? Mọi người chỉ cần comment phần quà mình muốn nhận thôi là mọi người sẽ được nhận quà mà. Đó, rất là đơn giản, mất 2 giây thôi là mọi người sẽ có cơ hội nhận quà nhá. Mọi người nhá. Đó. Mọi người chia sẻ giúp em nhá, chia sẻ đẩy lượt view ở những phút cuối cùng cho em nhá, để mọi người có thể biết đến được hai dòng sản phẩm này của em nhá. Hai dòng sản phẩm đã rất hot trên thị trường và cực kỳ là hiệu quả an toàn nhá. Một hai sản phẩm đều chiết xuất 100% từ thiên nhiên nha mọi người nha. An toàn nha, an toàn cho mọi lứa tuổi nha. Nhanh tay nào, ủng hộ em ở những phút cuối cùng nha. Để xem những phút cuối cùng ai sẽ là người dinh một phần quà bên em nha. Comment nào. Comment đẩy lượt view lên nào mọi người ơi. Chỉ 4 phút nữa thôi, 4 phút nữa thôi mọi người nhanh tay nha. Để có cơ hội dinh quà là mọi người ơi. Nhanh tay có cơ hội dinh quà nhá. Nào, la. Ai sẽ được nhận tăng cân này, ai sẽ được nhận giảm cân này, ai sẽ được nhận sữa tắm này. Na muốn tăng bao nhiêu cân nhỉ? Na muốn tăng bao nhiêu cân nhỉ? Bây giờ mới nhìn thấy Na nhá. Anh em mọi người nếu như mà ai muốn thắc mắc gì hay là muốn mua gì hay muốn mua sản phẩm bên em thì nhanh tay comment ở những phút cuối thôi nhá. Đó, mọi người sẽ có cơ hội được nhận nhá. Và mua sản phẩm bên em với những cái ưu đãi nhất định nhá. Ở những phút cuối rồi mà chưa ai trả lời đúng cả, chưa nhìn thấy ai cả. Rất nhiều con số hiện lên nhưng mà chưa phải là hai số cuối của tờ tiền này. Tờ tiền em đang cầm trên tay, chưa ai trả lời đúng cả. Cố lên chị Đan Kim Vũ ơi. Cố lên chị Đan Kim Vũ, chị sẽ có cơ hội được nhận quà mà em sẽ chọn ngẫu nhiên một trong tất cả các chị nhá. Để có thể để em nhận tặng quà mà không cần phải chơi mini game nữa nhá. Mọi người chỉ cần ủng hộ và chia sẻ những livestream này nhiệt tình cho em thôi là em sẽ tặng quà nhá. Đó. Mọi người ơi, 2 phút 3 phút nữa thôi là sẽ kết thúc livestream nhá. Mọi người chỉ chơi trong vòng 1 phút nữa thôi, đến 2 phút cuối thì em sẽ dành 2 phút cuối để lên hẹn cho mọi người nhá, để mọi người biết được cái lịch livestream tiếp theo của em nhá. Để mọi người có thể nhận quà bên em nào. Ai nhanh tay chốt đơn thì sẽ được nhận ưu đãi ngay tại livestream này nhá. Đó. Anh tay là các chị gái ở đây có ai muốn được xinh đẹp không? Có ai muốn được
cải thiện cái vóc dáng đẹp không? Nhanh tay chia sẻ giúp em. Comment nhiều mà chưa trúng cái nào cả Đặng Thị Kim Liên ạ. Nếu như mà mình bắt đầu thôi nha mọi người, dừng nào. Mình bắt đầu dơ tờ tiền này ra nhá. Nếu mà ai mà comment đúng hai số cuối của tờ tiền này mà mình không nhìn thấy nhá, thì cũng đừng nể nhá. Mình có thể tiếp tục săn quà ở những cái mini game tiếp theo nhá. Đó mọi người dừng nhá. Mọi người dừng comment nào. Dừng comment nhá. Đây ạ. Đây ạ. Có ai trả lời đúng không nhỉ? Có ai trả lời đúng số 41 này không ạ? Đó. Vậy nhá. Ai còn thắc mắc gì về sữa tắm truyền trắng Queen Lady này và thảo dược Cường Anh nhá, ở bên em thì nhanh tay comment nhá, nhanh tay comment cho em nhá, hoặc là inbox trực tiếp cho em sẽ tư vấn nhá. Đó. Cảm ơn nhá, cảm ơn mọi người và hẹn gặp lại mọi người ở những livestream tiếp theo nhá. Xin chào mọi người nhá. Cảm ơn mọi người ạ.